Trong thế gian có một mối họa hết sức thảm thiết, hết sức nghiêm trọng, thường làm cho người ta mất đi tánh mạng. Thế mà rất nhiều người đều chìm đắm trong đó, thậm chí không tiếc hy sinh thân mình, đến chết cũng không hối hận. Mối họa đó là lòng tham ái đối với sắc dục. Nó tạo ra các việc ác, đồi phong bại tục, phóng túng tình dục, tầm hoa dính liễu, vụng trộm ngoại tình, hủy hoại luân lý đạo đức, khiến cho gia đình suy bại, cha mẹ bị nhục nhã, tự mình mang tiếng xấu, liên lụy con cháu đời sau. Bọn họ lúc sống bị giảm thọ, khi chết rồi còn bị đọa vào ác đạo. Báo ứng của những người này tạm thời không nói, cho dù là vợ chồng quan hệ hợp pháp, một khi mãi mê sa vào đó mà không hạn chế đến nỗi mất mạng, tình trạng như thế cũng có rất nhiều. Ban đầu nghĩ tham muốn khoái lạc, kết quả chuốc lấy tử vong. Nỗi cô đơn đau khổ của người quá vợ quá chồng, trên thực tế phần lớn là do tự mình tạo thành, không phải do số mạng như thế. Những người cả ngày mê đắm trong vui thú vợ chồng không thể tự thoát, có thể nói là tự chuốc dạ vào mình. Nhưng cũng có người bình thường không sinh hoạt vợ chồng quá độ, chỉ do là không biết chú ý các loại kiêng kỵ, tùy tiện mà làm, do vậy chuốc lấy tử vong. Tình trạng này cũng có rất nhiều. Trong sách Lễ Ký, Mục Nguyệt Lệnh có quy định như sau: sắp vào tiết kinh trật, trước 3 ngày sấm mùa xuân rền vang, viên chức nhà nước phải gõ mõ thông báo lệnh cấm, cảnh báo nhân dân trong thời gian này nghiêm cấm sinh hoạt vợ chồng, tránh cho thai nhi phát triển không tốt. Thánh Dương thời xưa thương yêu nhân dân, thực có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Các loại kiêng kỵ có nói rõ trong sách Thọ Khang Bảo Giám, cũng nên tìm đọc. Tôi thường nói, nguyên nhân chân chính của tử vong do sắc dục trực tiếp mà chết chiếm hết 4/10, gián tiếp mà chết cũng chiếm hết 4/10. Đây là do tham đắm sắc dục khiến thân thể hao tổn, rồi bị các loại phong hàn, bệnh độc mà chết. Người ta thường cho là họ chết bởi vì số mạng không tốt, lại không biết rằng người tham sắc dục đột nhiên chết, kỳ thực không phải họ sinh ra đã bị chú định thọ mạng ngắn ngủi. Chỉ có những người tâm địa thanh tịnh, phẩm hạnh đoan chính, không tham dục, mới có thể sống đến hết tuổi thọ của mình. Còn những người tham sắc, toàn bộ đều là tự hại sinh mệnh đáng quý của mình, đến nỗi bị chết sớm, làm sao có thể nói là trong số mạng đã chú định sẵn. Trong đó thật sự có thể y mệnh mà sống, mệnh tận mới chết. Những người này chỉ chiếm 1/2/10 mà thôi. Từ đó có thể biết rằng trong thế gian hơn phân nửa đều là do tham đắm sắc dục mà bị chết uổng. Sự nghiêm trọng của mối họa này không gì có thể so sánh. Điều này làm cho người ta đau buồn biết bao, lại là làm cho người ta sợ hãi biết bao. Tuy nhiên cũng có một phương pháp không tốn tiền, cũng không tốn sức, mà lại có thể thành tựu đức hạnh cao nhất, hưởng thụ an vui lớn nhất, lưu lại phúc ấm vô tận cho con cháu, khiến cho tự mình có được quyến thuộc trinh khiết, lương thiện trong kiếp sau. Phương pháp này là giới dâm. Sinh hoạt vợ chồng, phía trước đã nói sơ qua lợi hại trong đó, tạm không nói đến. Về phần các loại hành vi tà dâm, cũng là vô liêm, vô sĩ, rất xấu, rất ác, hoàn toàn là dùng thân người mà làm việc của súc sinh. Cho nên, khi có giai nhân đến gần ước hẹn, hoặc là người đẹp quyến rũ hiến thân, người quân tử cự tuyệt,
xem đó như tai họa to lớn. Do vậy mà phúc tinh cao chiếu, thiên thần ủng hộ, còn kẻ tiểu nhân thì vui mừng nhận lấy, xem đó là hạnh phúc to lớn. Do vậy mà tai tinh giáng lâm, quỷ thần tru lục. Người quân tử nhân quả mà đắc phúc, kẻ tiểu nhân nhân quả mà thêm quả. Đây tức là chỗ mà cổ nhân nói: quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Người thế gian nếu như không quan sát triệt để rõ ràng cửa ải nữ sắc, vậy tức là đem những gì vốn thuộc về mình, đức hạnh cao nhất, an vui lớn nhất, cùng với phúc ấm vô tận của con cháu, quyến thuộc trinh khiết, lương thiện trong kiếp sau của mình, tất cả ném vào trong niềm hoang lạc chớp nhoáng. Đây quả là hết sức bi ai. Đời nhà Nguyên có ông Tần Chiêu, người Dương Châu, vào tuổi nhược quán, ông đến kinh đô du lịch. Khi đã lên thuyền sắp khởi hành, có người bạn họ Đặng mang rượu đến tiễn. Hai người đang uống rượu, bỗng thấy có một cô gái xinh đẹp ngồi kiệu tới. Đặng bảo cô gái chào hỏi Tần Chiêu rồi nói: cô này là người thiếp mà tôi mua giùm cho một ông quan trong kinh thành. Nhưng tiện anh sắp đi kinh thành, làm ơn giúp tôi đưa cho ông ta. Tần Chiêu cảm thấy hai người nam nữ độc thân cùng đi có nhiều bất tiện, mấy lần từ chối. Đặng ra vẻ giận, nói: anh làm sao phải cố chấp như thế? Tôi tín nhiệm mới đem việc này giao phó cho anh. Nếu anh khống chế không được, vậy coi như là đem cô ấy tặng cho anh. Dù sao cũng chỉ tốn 2.500 xu tiền mà thôi. Bất đắc dĩ, Tần Chiêu phải nhận lời. Lúc bấy giờ trời đang mùa nóng, muỗi nhiều, cô gái không mang thêm mùng. Trên thuyền bị muỗi cắn rất khổ. Tần Chiêu thấy vậy, bảo cô vào ngủ chung trong mùng của mình. Thuyền đi đường sông, trải qua hơn 10 ngày mới tới kinh thành. Tần Chiêu đưa cô gái đến ở khách sạn, nhờ bà chủ chăm sóc, rồi mang thư của Đặng đến cho ông quan. Khi gặp mặt, ông này hỏi Tần Chiêu: ông đi một mình hay mang theo người nhà cùng đi? Chiêu cho hay chỉ đi một mình. Ông quan nghe xong mặt có vẻ giận, nhưng bởi vì có thư của Đặng, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận đem cô gái vào nhà. Đêm đến mới biết được cô gái chưa thất thân, ông quan này xấu hổ. Ngày hôm sau lập tức gửi thư cho Đặng, khen Tần Chiêu phẩm đức cao thượng. Sau đó đến thăm Tần Chiêu, nói rằng: ngài quả là bậc quân tử đức độ xưa nay hiếm gặp. Hôm qua tôi còn hoài nghi, quả thật là đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Tôi thật xấu hổ quá. Lời nhận xét. Trong tâm của Tần Chiêu, nếu không phải đã hoàn toàn đoạn tuyệt tư dục, đạt đến cảnh giới đạo nghĩa thuần nhiên, thì làm sao ngày cùng ăn, đêm cùng ngủ, trải mười mấy ngày với một người con gái tuyệt đẹp như thế mà không có tình dục. Cố nhiên Tần Chiêu là một bậc quân tử phẩm đức cao thượng, nhưng cô gái cũng là một trang thục nữ trinh khiết. Phẩm đức tốt đẹp, tâm linh thuần khiết, khiến cho mọi người ngưỡng mộ biết bao. Vì thế ghi thêm câu chuyện gương mẫu này vào đây để lưu truyền rộng rãi. Năm Nhâm Tuất, Dân Quốc thứ 11, 1922, Thích Ứng Quan Chứng Minh Quy Tắc Chung, 12 điều. 1. Tập này được chia làm 3 quyển. Quyển 1 kể lại những câu chuyện điển hình trong quá khứ, để mọi người phát khởi tâm giữ giới dân. Quyển 2 chia ra từng loại, lại thêm phân tích chi tiết để chỉ rõ phương pháp giới dân. Quyển 3 là phần hỏi đáp nhằm củng cố quyết tâm giữ giới dân. Nội dung từng quyển đi từ nông đến sâu, không thể đảo ngược vị trí được. 2. Trong sách có kể lại những chuyện nhân quả,
Những lời bàn của người xưa đều ghi rõ xuất xứ để tiện tham khảo kiểm chứng. Nếu một chuyện mà có nhiều bản ghi khác nhau, sẽ chọn một bản mang tính đại biểu. 3. Những chuyện đời xưa liên quan đến tiết trinh hay dâm dục, phần nhiều đều lưu truyền rất rộng. Nếu không có những chứng cứ rõ ràng thì đều cắt bỏ. Còn những chuyện có nhân quả, thấy rõ trong hiện tại, dù chưa ai biên tập, phần nhiều được giữ lại. 4. Cổ nhân ghi chép sách truyện thường chỉ ghi một mạch liên tục đơn giản, không phân chia chương tiết, người đọc dễ nhàm chán. Này chúng tôi lấy nội dung câu chuyện để đặt tiêu đề, nhưng tiêu đề để nói lên việc khuyên răn, người đọc cũng dễ phân biệt. 5. Những chuyện trong quyển đầu được trích dẫn từ nhiều sách khác nhau, nên văn phong bất đồng. Khi biên tập lại, chúng tôi đã thay đổi một số cách dùng chữ để văn phong được thống nhất. 6. Người xưa viết sách khuyên răn giới dân hầu hết đều là dẫn chứng những chuyện cũ để khuyên răn mà thôi. Còn như thế nào áp dụng thực tế, giảng rõ từng điểm khi đối mặt các vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày thì chưa thấy sách nào nói tới. 7. Những cuốn sách khuyên đời có cuốn khi đọc thì thấy văn chương mênh mông bao la, rất hấp dẫn. Nhưng xem kỹ lại thì thấy có thể chỉ cần dùng một hai câu là đủ. Trong tập này, chúng tôi kiên quyết loại trừ những khuyết điểm đó. Nên trong Thiên Thọ Trì, tuy chúng tôi viết đơn giản, nhưng ý nghĩa lại rộng rãi đầy đủ. Tuy tên gọi là sách khuyên chữ giới dân, nhưng bao gồm cả đạo lý tu thân trị quốc. Mong người đọc đừng nên đọc một cách qua loa như cưỡi ngựa xem qua, để khỏi cô phụ sự dụng tâm lương khổ của tác giả. 8. Căn nguyên của dâm dục là xuất phát từ lòng tham ái. Nếu không cắt đứt tâm tham ái thì như nhổ cỏ mà để lại gốc, sang mùa xuân lại mọc. Nên trong quyển 2 giảng về những phép quán bất tịnh là để dứt trừ những tư tưởng dâm dục tận gốc rễ, không cho nó phát sinh ra nữa. Phải tự thực hành mới thấy được kết quả. Nếu chỉ đọc suông, cho là râu ria không quan trọng thì đã uổng một phen tâm huyết của tác giả. 9. Trong 2 quyển đầu, đạo lý về giới dâm gần như đã đầy đủ, nhưng có thể có nghi ngờ về nguyên nhân và căn cứ. Vì thế ở quyển cuối, chúng tôi soạn 100 câu hỏi đáp để nội dung cuốn sách được hoàn chỉnh. 10. Vấn đề quan trọng nhất đời người không gì hơn sinh tử. Không cứ là nho hay Phật đều phải để tâm nghiên cứu. Người đời nay đều cho là vấn đề này thuộc về Phật học, vì vậy lâu nay tránh mà không nói đến. Ý nguyện của tập sách là lợi ích cho mọi người, thì đâu dám sợ đầu sợ đuôi. Nên trong 2 quyển thứ 2 và thứ 3 về nguyên nhân của sinh tử, cảnh giới của cõi âm cõi dương đều nói qua một chút. 11. 3 quyển của tập này được chia nhỏ thành hơn 10 chương, mỗi chương đều có số chữ cố định. Giữa các chương có mấy trang trắng, người đọc có thể ghi chú bổ sung sau mỗi chương, cũng có thể dán lên những câu châm ngôn tự sách tấn chính mình. 12. Viết sách phổ biến là một việc khó khăn, thông tục thiển cận thì bậc học thức không hứng thú, quá văn vẻ lại không hợp cho giới bình dân. Dù viết đơn giản, người ngu đồn vẫn cảm thấy khó hiểu. Dù viết tinh tế, bậc học thức vẫn chê thô cứng. Giả sử bậc thánh hiền sống trong thời này cũng khó mà thỏa mãn yêu cầu của mọi người, huống gì chúng tôi là những người hậu học. Tập sách này bàn về việc giữ gìn giới dâm, có phần là vì giữ gìn hạnh phúc gia đình, có phần là vì thân thể mạnh khỏe, có phần là vì hoạch phước tiêu tai, có phần là vì tu thân dưỡng tánh,
có phần là vì thoát sanh tử xuất tam giới. Giống như một cửa hiệu thuốc có đủ tất cả các loại thuốc, người đọc có thể tùy theo bệnh của mình mà chọn đúng thuốc để uống. Ngọc Phong, Hoài Tây cư sĩ, Chu An sĩ kính ghi. Ngăn cơn sóng dữ của biển dục. Một lục, quyển một, pháp giới lục. Khuyên chung nhân quả, hai tắc, một pháp một giới. Khuyên người làm quan, năm tắc, bốn pháp một giới. Khuyên tướng sĩ, hai tắc, một pháp một giới. Khuyên người cầu công danh, tám tắc, bốn pháp, hai giới, hai pháp giới. Khuyên thầy dạy học, hai tắc, một pháp, một giới. Khuyên người trẻ, bốn tắc, hai pháp, một giới, một pháp giới. Khuyên người gây bất hòa gia đình, sáu tắc, hai pháp, bốn giới. Khuyên người cầu tự, năm tắc đều pháp. Khuyên người cầu sống lâu, ba tắc, một pháp, một giới, một giới pháp. Khuyên người gặp nạn, ba tắc, hai pháp, một giới. Khuyên người làm nghề y, hai tắc đều pháp. Khuyên những người buôn bán, làm nông, làm công, sáu tắc đều giới. Khuyên những người trẻ hay đến chốn lầu xanh, hai tắc đều giới. Khuyên sám hối tội lỗi, ba tắc, mỗi tắc đều có pháp và giới. Khuyên người phạm giới nặng căn bản, ba tắc đều giới. Khuyên phát tâm xuất thế, dẫn trong kinh, mười tắc, tám pháp, hai giới. Quyển 2, Thiên Thọ Trì. Người làm quan, mười khoa, 75 điều. Người ở nhà, mười khoa, 100 điều. Rộng răng, mười khoa, 120 điều. Diệt tội, 7 khoa, 60 điều. Những điều cốt yếu trong kinh điển, 4 khoa, 24 điều. Quán thai ngục, không chia khoa, 39 điều. Quán trùng ngụ, không chia khoa, 19 điều. Quán bất tịnh, 6 khoa, 12 điều. Quán tứ giác, 4 khoa, 4 điều. Quán cửu tưởng, 10 khoa, 10 điều. Quán luân hồi, 17 khoa, 17 điều. Quán thiên dục, 5 khoa, 5 điều. Quán nhân duyên, không chia khoa, 24 điều. Quán giải thoát, không chia khoa, 17 điều. Quyển 3, Luận Quyết Nghi. Bàn chung về nghiệp dâm, 8 câu hỏi đáp. Nói rõ nhân quả, 8 câu hỏi đáp. Những câu hỏi linh tinh về việc đề phòng dâm dục, 10 câu hỏi đáp. Thọ trì để đánh tan những nghi ngờ, 10 câu hỏi đáp. Những khác nhau lúc mang thai, 12 câu hỏi đáp. Thể xác mất nhưng tinh thần vẫn còn, 6 câu hỏi đáp. Sự khác nhau của thân trung ấm, 7 câu hỏi đáp. Nói rõ về tánh học, 7 câu hỏi đáp. Nguyên nhân của ác đạo, 10 câu hỏi đáp. Khởi đầu của việc cưới gả, 8 câu hỏi đáp. Sám hối tội nghiệp để được giảng sinh, 7 câu hỏi đáp. Như Lai ứng hóa, 7 câu hỏi đáp. Phụ lục phần giải nghĩa danh từ kinh sách. Những danh từ được sử dụng trong tập này còn thứ tự phải đối chiếu hơn 120. Cơn sóng dữ của biển dục, quyển 1. Ngọc Phong, Chu Tư Nhân, tên là An Sĩ, biên tập. Pháp giới lục, khuyên chung. Tổng cộng 2 mục, một pháp, một giới. Thường nghe rằng, nghiệp hải mang mang, nan đoạn vô như sắc dục. Trần hoàng nhiễu nhiễu, dịch phạm duy hữu tà dâm. Biển nghiệp mênh mông, khó đoạn không chi hơn sắc dục. Cõi đời phồn tạp, dễ phạm nhất là tà dâm. Những bậc anh hùng cái thế
cũng vì đó mà tử vong mất nước. Những tài sĩ miệng thêu hoa tâm dệt gấm cũng nhân đây mà thân bại danh liệt. Xưa nay đều vậy, hiền ngu đều dướng. Huống gì gió chướng ngày càng dữ, đạo đức truyền thống mất dần. Kẻ trẻ tuổi phóng đãng cố nhiên dễ đắm chìm trong chốn ăn chơi đàn điếm, mà bậc văn nhân sĩ tử cũng đua đòi thanh sam chi thấp. Trong bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị có câu: tọa trung khắp hạ thùy tối đa, giang châu tư mã thanh sam thấp. Trong cửa tọa ai khóc nhiều nhất? Chiếc áo xanh của quan tư mã giang châu đã ướt đẫm, biểu thị sự đồng tình của Bạch Cư Dị đối với cô gái đánh đàn tỳ bà. Về sau mượn tích chuyện này để chỉ sự ái mộ đối với cô gái thanh lâu. Nói bỏ dục mà lòng dục ngày càng tăng, nghe khuyên bỏ dâm mà lòng dâm càng nặng. Gặp cô gái duyên dáng bên đường thì ánh mắt chăm chăm, thấy phụ nữ mỹ miều đứng bên cửa thì ruột gan đảo lộn. Nói chung là lòng đã bị vẻ bên ngoài sai sử, ý thức cũng bị tình cảm lôi kéo. Nhan sắc bình thường nếu như trang điểm phấn son liền dễ nghĩ đó là tây thi mỹ nữ, da dẻ quê mùa, chỉ thêm song xạ ướp hương tức thì quên mất đông phụ chi hình. Đông phụ tức là Đông Thi trong tích truyện. Đông Thi bắt chước nhíu mày. Đông Thi vốn xấu, nghe kể Tây Thi rất đẹp, khi nhíu mày lại càng đẹp hơn, cũng bắt chước nhíu mày. Sau này chữ Đông phụ chỉ cho cô gái xấu xí. Họ đâu biết trời đất không tha, quỷ thần căm giận, hoặc có người phá hoại tiết hạnh phụ nữ, rồi vợ hay con gái phải đền bồi, hoặc có người làm tổn hại thanh danh phụ nữ để cho con cháu phải chịu quả báo. Những ngôi mộ không người hương khói, không ai ngoài những kẻ ngông cuồng bạc bẽo. Tổ tiên những cô gái lầu xanh đều là những kẻ lãng tử tham dâm, đang giàu thì bị tịch thu tài sản, đáng lẽ có công danh lại bị gạt tên bản vàng, lâm vào cảnh tù đầy roi giọt. Còn sống thì chịu năm loại tội hình: roi đánh, gậy đập, ngục giam, lưu đày, tử hình. Chết đi bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ân ân ái ái thuở trước, bây giờ trống trơn, hùng tâm tráng chí xưa kia ngày nay mất hết. Khuyên rộng tất cả những người thanh niên ý chí, những bậc học thức công danh nên khơi tâm giác ngộ, phá tan chướng ngại sắc dục. Mặt mày đẹp đẽ nên biết đó là đầu lâu mang khối thịt, hình dáng mỹ miều chỉ là hú xí khoác áo hoa. Cho dù gặp người đẹp như hoa như ngọc, cũng nên xem như chị gái như mẹ hiền. Những người chưa phạm tà dâm nên đề phòng đừng để dướng vào. Người lỡ phạm rồi nên bảo họ sớm quay đầu, mong rằng cùng nhau khuyên nhủ, cùng nhau dạy bảo, khiến cho tất cả đều quay về đường giác, người người đều ra khỏi lối mê. Nếu cho những lời khuyên này là những lời nhảm nhí, xin xem quả báo tốt của ông họ Mạo. Còn chưa nghĩ chuyện phong lưu là câu chuyện hay, xin xem vết xe đổ của người họ Kim. Mạo Tung Thiếu, trích trong Mạo Hiến Phó Kỷ Sự. Mạo Tung Thiếu, Quý Khởi Tông, người đời Minh, ở Giang Tô Như Cao, năm Kỷ Mùi 1619. Sau khi thi rớt, ông trở về nhà, chú giải cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đối với câu kiến tha sắc mỹ, thấy sắc đẹp của người khác, ông chú giải rất kỹ. Người phụ giúp cho ông lúc đó là thầy giáo La Hiến Nhạc. Sau này ông La trở về Nam Xương, tháng Giêng năm Mậu Thìn, niên hiệu Sùng Trinh 1628,
Ông nằm mơ thấy một ông lão mặc áo đạo sĩ, hai bên có hai tiểu đồng đứng hầu. Trong tay ông lão cầm một cuốn sách, bảo tiểu đồng đứng bên trái đọc. Là tén nghe, đúng là đoạn chú giải về kiến tha sắc mỹ mà ông Mạo đã từng chú ngày trước. Đến lúc đọc xong, ông lão nói, xứng đáng thi đậu. Lại bảo tiểu đồng bên phải ngâm thơ, ngâm rằng: tham tương chiếc quế quảng hàng cung, na tính tam thiên sắc thị không, kháng phá thế gian mê nhãn tướng, bản hoa nhất đáo mãn thành hồng. Ham mê bẻ quế cung quảng hàng, đâu tin ba nghìn sắc là không. Nếu nhìn rõ những quyển tướng của thế gian, bản hoa vừa đến cả thành đầy hoa hồng. Tỉnh dậy là đoán rằng ông Mạo sẽ thi đậu, liền ghi lại điềm lành báo cho đứa con của ông. Đến lúc có bản, quả nhiên đậu cao, sau này ông Mạo làm quan đến chức hiếm phó. Kim Thánh Thắng, chuyện được lưu truyền rộng rãi vùng Cô Tô. Kim Thánh Thắng tên chị, quê Giang Nam, là người thích sưu tầm chuyện lạ, học hành rất uyên bác, thông minh tuyệt bậc. Ông tự cho là người trong thiên hạ không ai hơn mình. Ông viết nhiều sách nói về tình dục nam nữ để trổ tài của mình. Ông đã từng bình luận chuyện Tây Sương, Thủy Hử. Những chi tiết ô uế nhất trong đó thì lại hay trích dẫn những đoạn kinh Phật. Mọi người ai cũng khâm phục tài năng của ông, truyền tai nhau khắp thiên hạ. Rồi ông biên soạn cuốn Pháp Hoa Bách Vấn, 100 câu hỏi về kinh Pháp Hoa, dùng quan điểm kém cỏi của mình mà đo lường sự sâu xa của kinh Phật, làm cho người ta hiểu sai. Năm Tân Sửu, niên hiệu Thuận Trị, 1661, nhưng một chuyện mà bị giam vào ngục rồi bị kết án tử hình. Ghi chú: nguyên bản không ghi rõ tên Kim Thánh Thắng mà chỉ ghi là người họ Kinh. Lý do là lúc đó kiên kỵ tránh đụng chạm vì chuyện xảy ra rất gần thời của tác giả. Bây giờ không cần kiên kỵ nữa nên phải đính chính lại. Khuyên người làm quan, kể cả quan lại, nha dịch, tổng cộng 5 mục, 4 pháp, 1 giới. Tuy đều là người, có người lao động trí óc, có người lao động chân tay, có người được hưởng vinh hoa phú quý, có người phải chịu nghèo khổ bần hàn. Đây có phải là nói thiên đạo không công bằng hay sao? Hay là do chính ta tự chuốc lấy? Kinh Thi viết: dĩnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phước, luôn nói lời tốt làm việc tốt, tự mình cầu được nhiều phước. Kinh dịch nói: tích thiện chi gia, tức hữu dư khánh. Nhà nào làm nhiều việc thiện thì nhất định được nhiều điều lành. Những người giàu sang phú quý đời này, nói chung là họ đã làm được nhiều việc phước đức đời trước. Con cháu được hưởng quả báo phú quý vinh hoa đều nhờ phúc ấm ông bà để lại. Đạo lý nhân quả là như thế, nhưng mà lúc đang hưởng phước chớ nên quên tu phước. Giống như cày ruộng, năm nào cũng thu hoạch, năm nào cũng gieo giống. Nếu ỷ vào quyền uy của mình để buông thả vào những nơi ăn chơi trác tán, đó há không phải là được lọc người mà bỏ đi lọc trời ban sao? Điều khó khăn là trong thuận cảnh người ta thường chỉ lo hưởng lạc. Chỉ lo hưởng lạc thì dễ quên việc thiện, quên việc thiện thì lòng dâm dục nổi lên. Ngay chỗ này nếu có thể thức tỉnh, vậy tức là nền phước rất sâu dày. Hàn Ngụy Công, Tống Sử. Đời Tống, Hàn Ngụy Công tên là Kỳ, lúc đang cầm quyền làm tể tướng, mua một người thiếp họ Trương, nhan sắc xinh đẹp. Khi viết xong hợp đồng, cô gái liền khóc. Ngụy Công hỏi, cô đáp: thiếp vốn là vợ ông cung chức lang Quách Thủ Nghĩa. Năm trước
vì bị một người sứ giả của bộ Du Quan kết tội nên bây giờ mới đến đây. Ngụy Công thương cảm, bèn bảo đem tiền về, hẹn khi mọi việc sáng tỏ thì quay lại. Khi cô gái đi rồi, Ngụy Công ra sức rửa mối quan cho chồng cô. Lúc ông ta sắp trở lại làm quan, cô Trương quay lại như lời hẹn. Ngụy Công không gặp mà bảo người ra nói thay rằng: "Tôi là tể tướng, không thể lấy vợ của người khác để làm thiếp của mình. Tiền lúc trước không cần phải trả lại." Nói rồi trả lại giấy tờ, lại giúp thêm 200 tiền để cô về đoàn tụ với chồng. Cô gái cảm động rơi lệ, giọng bái rồi quay về. Sau này ông Hàn Kỳ được phong Ngụy Quận Dương, ban thụy trung hiến, con cháu thành đạt không ai bì kịp. Lời nhận xét: ngày xưa khi ông Tư Mã Quang chưa có con, phu nhân của ông sắp xếp một người thiếp đưa vào phòng đọc sách của ông vẫn không thèm nhìn. Người thiếp muốn thử bèn cầm cuốn sách đến hỏi: "Đây là cuốn sách gì?" Ông nghiêm mặt chắp tay nói: "Đây là Thượng Thư." Người thiếp chần chừ rồi lui ra. Nói chung, một khi lòng dục đã phai nhạt thì có thể làm chủ được mình. Bản lĩnh của Hàn Ngụy Công toàn nhờ nơi diệt tích ham muốn. Tào Danh Trung, Quảng Nhân Phẩm. Năm Tuyên Đức đời nhà Minh 1426-1435, Tào Đỉnh làm quan Thái Hòa Điển Sứ, nhưng một lần bắt giặc cướp, cứu được một người con gái ở Dịch Đình. Cô này ý muốn thân cận ông. Ông tự hỏi: có thể xâm phạm một người xử nữ sao? Rồi lấy ra một mảnh giấy viết 4 chữ: Tào Đỉnh không thể. Sau đó mang đốt đi. Suốt cả đêm mà lòng ông không chút xao xuyến. Sáng hôm sau, ông cho tìm người nhà cô gái đến rồi cho trả về. Sau này khi tham dự kỳ thi đình, bỗng đâu bay đến trước mặt ông mảnh giấy, trong đó có 4 chữ: Tào Đỉnh không thể. Ngay lập tức văn chương của ông tự nhiên lưu loát, thi đỗ Trạng Nguyên. Lời nhận xét: con người ta có những điều không nên làm, rồi sau này mới có việc để mình làm được. Hai chữ không thể này cần gắng sức mới giữ gìn được. Dương Khắc Kính, Bất Khả Bất Khả Lục. Dương Khắc Kính làm quan có việc vận chuyển muối dùng lượng chiếc. Lúc đang giải những phạm nhân buôn lậu muối, họ bắt đến một phụ nữ. Dương nổi giận mắng: sao có thể áp giải một người phụ nữ đi hơn 1000 dặm, ăn ở chung với những lính tráng, làm giấy bẩn đạo giáo? Từ nay về sau quyết không cho bắt phụ nữ. Lời nhận xét: quan lại bắt người thường, bắt luôn cả phụ nữ, đó là việc làm rất tổn đức. Nói chung, lòng hổ thẹn của người nữ cao gấp mấy lần nam giới, chưa nói đến việc mắng giết bức bách khiến họ quyên sinh. Cho dù nhẹ nhàng tra hỏi, nhưng một khi dẫn đến cửa quan thì họ đã run sợ, lo lắng, coi đó là vết nhơ mang theo suốt đời. Than ôi, vợ mình so với vợ người chẳng qua là khác nhau giữa sang và hèn. Giả sử vợ hay con gái ta quỳ trước công đường, rồi quan phủ nghênh ngang bước tới, trăm nghìn ánh mắt nhìn xem, họ sẽ cảm thụ ra sao? Nếu là những bậc dương công nên châm trước cho họ. Cố Đề Khống, Ý Hạnh Lục. Người họ Cố là một quan chức trong huyện Thái Thương, tỉnh Giang Tô. Hễ có đưa đón quan viên đều tạm trú nhà ông Giang bán bách ở ngoài thành. Một lần, ông Giang bị người vu cáo liên quan đến trộm cắp nên bị bắt giam. Cố rửa mối oan cho Giang, Giang cảm kích lắm, bèn đem người con gái 17 tuổi của mình đưa cho Cố để làm thiếp, vợ bé. Cố không nhận, lễ phép đem cô trả lại. Chuyện như thế xảy ra 3 lần. Sau đó, Giang làm ăn khó khăn, bán con gái cho một nhà buôn. Mấy năm sau,
cố được điều về kinh thành làm việc dưới quyền quan Thị Lan họ Hàng. Một ngày nọ, Thị Lan có việc ra khỏi nhà, cố ngồi trước cửa thì nghe tiếng hô có phu nhân đến. Ông quỳ trong sân không dám ngước lên nhìn. Phu nhân nói: "Mời đứng lên. Ông có phải là Cố Đề Khấm ở Thái Thương không?" "Tôi là con gái nhà họ Giang đây. Nhờ có nhà buôn kia coi như con gái, nuôi nấng rồi gả cho tướng công làm vợ thứ, nay đã thành vợ chính. Được giàu sang như bây giờ đều nhờ ơn của ông cả. Đang lo không biết làm sao báo đáp, nay đã được gặp, tôi sẽ thưa chuyện với tướng công." Khi quan Thị Lan trở về, bà đem mọi chuyện kể lại với chồng. Quan Thị Lan bảo: "Quả thật là người có lòng nhân." Rồi sau ông tấu chuyện này lên trên, được vua hiếu tâm khen ngợi, ra lệnh rà soát xem bộ nào hãy còn thiếu chức. Cuối cùng ông được làm quan chủ sự bộ hình. Lời nhận xét: "Làm ơn nhưng không nhận đáp đền, đó là lòng nhân của Cố Đề Khấm. Thọ ơn nhất định báo đáp, đó là lòng nghĩa của Giang phu nhân. Tiến cử người hiền cho đất nước, đó là lòng trung của quan Thị Lan họ Hàng. Dùng người hiền mà không câu nệ, đó là sự quyết đoán của bậc minh quân." Người nha dịch họ Lưu, anh người này kể với họ Dương: "Nhà Thanh niên hiệu Thuận Trị, năm Nhâm Thìn 1652. Có người họ Lưu làm nha dịch ở Giang Ninh, đến Giang Bắc bắt người, bắt xong nhốt lại, bảo rằng cần mười mấy lượng vàng là có thể chuộc về. Người bị giam nói: "Tôi có đứa con gái, nhờ ông nhắn về bảo bán đi để chuộc tôi." Lưu đồng ý, bèn đến thương lượng với vợ người tù. Bán được 20 lượng vàng, tất cả đều đưa cho Lưu. Lưu nhận vàng mà không thả người. Người tù biết được, uất ức mà chết. 10 ngày sau, Lưu cũng ngã bệnh, tự nói: "Người tù tố cáo tôi ở Đông Nhạc, lưỡi của tôi sắp bị móc sắt kéo ra rồi. Chốc lát lưỡi Lưu thè ra mấy phân, thất khiếu ứa máu rồi chết." Lời nhận xét: "Người làm việc trong nha môn cần phải có đức độ, nếu như ông Lưu sẽ bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh." Khuyên tướng sĩ tổng cộng hai mục: một pháp giới, một giới. Trong vũ trụ mênh mông đều là sinh linh do đức trời nuôi dưỡng, đều là con dân được quân vương che chở. Thật không may gặp nhầm lúc chiến tranh loạn lạc, vợ chồng ly tán, mẹ con mất nhau. Lúc đó mà có ai mở cho con đường sống, không phải chết trong binh đao, thì người đó chỉ có thể là những tướng sĩ. Nếu gặp một đội quân không kỷ luật, cướp bóc tiền tài, gian dâm phụ nữ, giết chóc dân thường, vậy thì chẳng khác nào trời đã đổ tuyết lại thêm sương xuống, lửa đã cháy lại châm thêm dầu. Tôi thay mặt cho những dân nghèo trăm ngàn năm sau mà bái lạy những tướng sĩ trăm ngàn năm sau. Mong các vị đừng chém giết dân thường, đừng cướp bóc, đừng đốt lạc xóm, đừng cưỡng bức phụ nữ. Thấy những bậc cha mẹ đang tìm cách trốn chạy, nên nghĩ đến cha mẹ ta đang hoảng hốt cuống cuồng. Thấy vợ con người khác tán loạn chia lìa, nên nghĩ đến vợ con ta khó rời khó bỏ. Cổ nhân có dạy: giàu sang quyền thế sao có thể chỉ thuộc về một gia tộc. Đang nắm quyền mà không tu nhân tích đức thì không khác gì đi vào trong núi có nhiều châu báu mà ra về tay không. Những bậc tướng sĩ cho dù không lo lắng cho những sinh linh được đức trời nuôi dưỡng, không lo lắng cho những con dân được quân vương che chở, ít ra cũng nên lo lắng cho con cháu đời sau của mình. Nên sớm tự tỉnh giác thì phước đức sẽ vô lượng. Hai tướng quân họ Tào, Tống Sử.
Tào Bân, tướng đời Tấm, là một người hiền lành khiêm nhường, chưa bao giờ giết người vô tội. Lúc phá thành Toại Châu, các tướng muốn tàn sát cả thành, ông không chịu. Những phụ nữ bị bắt, ông cho tập trung một chỗ, sai người canh giữ bảo vệ. Đến lúc chiến sự yên bình, lại hỏi nhà cửa rồi đưa trả về. Nếu không có người thân thì chuẩn bị đủ lễ vật rồi gả. Khi đánh phạt thành Kim Lăng, trước hết ông đốt hương phát nguyện, ngày hạ được thành, không giết một người nào. Sau này các người con của ông như Tào Dĩ, Tào Tôn, Tào Sáng đều được làm đại tướng. Người con út là Tào Ký được truy phong tước vương. Con gái của ông này là Thái hậu Quan Hiến, con cháu nối đời Dinh Hiển. Cũng thời đó có một tướng quân cùng họ tên Tào Hàn. Tào Hàn giận dữ vì dây công thành Giang Châu lâu ngày mới đánh hạ được, ra lệnh cho binh lính tàn sát, cướp bóc, hãm hiếp dân trong thành. Tào Hàn chưa được 30 mà đã chết, con cháu suy bại, có người nghèo khổ phải đi ăn xin. Lời nhận xét: người làm tướng tự mình không ô nhiễm tất nhiên là tốt, không cho phép quân lính cướp bóc càng tốt hơn. Những người phụ nữ được ông Bân cho lính canh gác đều là những người do quân lính bắt được. Ông đã không tự giữ riêng cho mình mà còn tự tay mình trả về, lại còn giúp họ cưới gả nữa. Có thể tôn Tào Bân là thầy của những vị tướng có lòng nhân hậu. Họ Chi, hiện quả Tùy Lục. Mùa xuân năm Kỷ Dậu đời Khang Hy, học sinh họ Chi quê Gia Thiện nói với người bạn họ Cố: không hiểu sao mà đầu óc tôi cứ quay cuồng như có oan hồn theo sau. Đến lúc ngã bệnh, Cố đến sư Tây liền hỏi chuyện. Tự nhiên trong bụng có tiếng quỷ. Thời đầu nhà Minh, ta là một phó tướng họ Hồng tên Châu, chủ tướng họ Giao. Thấy người vợ họ Giang của ta quá xinh đẹp nên khởi tâm tham lam, hẹn đến chỗ kia làm phản, đem hơn 700 tàn quân, lệnh cho ta chinh phạt. Một mình ta không chi diệt nổi, cả đám quân lính bị giết hết. Giao bắt vợ ta, vợ ta bèn thắt cổ tự vẫn. Ghi nhớ mối thâm thù này nên mấy kiếp quyết trả cho được. Nhưng lúc cùng đường, Giao lại xuất gia tu hành, đời kế đó lại làm cao tăng, đời kế nữa làm đại từ lâm, đời thứ ba là vị sư có giới hạnh, đời thứ tư là người giàu có hay bố thí, nên ta không trả thù được. Đời thứ năm này đương lúc thắng trận liên tiếp trong 2 năm Tuất và Chậu. Năm trước lại dung Giao giết hại 4 người trong quán trà, bị mất lộc, ta mới đến trả thù được. Nghe câu chuyện có đầu có cuối, sư Tây Liên bèn khuyến hóa, rồi hứa sẽ tụng kinh lễ sáng để hóa giải mối oan đó. Nghe thế, quỷ thưa dân, họ bèn thỉnh sư Tây Liên làm lễ. Bệnh của Chi lập tức thuyên giảm, sau mấy hôm lại nghe nói tiếng quỷ. Nhờ sức che chở của Phật, con đã được siêu sinh, không bao giờ báo oán nữa. Những người đến đòi mạng đó là 4 người bị giết ở quán trà, không phải con. Chỉ sợ sư nghi bọn con không giữ lời nên đến thưa cho rõ. Nói xong bèn đi. Lát sau bệnh Chi lại phát, chưa hết đêm đã mất. Đức Phật dạy: cho dù trải qua muôn ngàn đời kiếp thì những nghiệp báo của bệnh tạo vẫn không mất đi. Khi hội đủ nhân duyên sẽ chịu lại quả báo đó. Đền nợ 200-300 năm trước thế vẫn còn gần lắm. Thank you.
Khuyên người cầu công danh, tổng cộng 8 mục, 4 pháp, 2 giới, 2 pháp giới. Sắc đẹp là thứ mọi người ham muốn, khoa cử cũng là thứ mọi người thèm khát. Nếu cả hai thứ đó cùng được thì khác gì mang vật nặng nghìn cân lại cưỡi trên mình con hạc mà vượt đại dương. Họ không hiểu rằng thứ dễ mê hoặc con người nhất là dâm dục. Với công danh, dâm dục khác nhau như nước với lửa. Những tao nhân mặt khách xưa nay thường hay bị song ái nhấn chìm. Nếu có ai mang đạo đức ra giảng thì họ có lúc theo lúc không, hàng ngày không để tâm đến chuyện sách vở, thế là xong. Cho dù công lao bao năm theo nghiệp dùi bài kinh sử, làm cha mẹ lo lắng, đêm trong trăng mà lòng dạ bồi hồi. Người đẹp nặng nghĩa nghe tiếng gà mà lòng quặn thắt. Rồi ngày kia áo gấm không được mặc, bán vàng không thấy tên. Ở nhà mọi người trông ngóng giờ đã trở thành công cốc. Ân cha mẹ chưa một ngày trả, thử xem tình cảnh lúc đó sẽ thế nào. Nam nhi muốn toại chí quan trường, nên nhớ bọn kỹ nữ nhân gian cuối cùng là không. Lâm Mậu Tiên, văn xương quá thư. Lâm Mậu Tiên, người Tín Châu, suốt ngày đóng cửa đọc sách. Sau khi được tiến cử thi hương, có một người con gái hàng xóm, vì chán ông chồng không chịu học hành, hâm mộ tài danh Lâm Mậu Tiên nên tìm sang. Mậu Tiên nói, nam nữ phải có giới hạn, lễ giáo không cho phép, trời đất quỷ thần đang đứng xung quanh ta, sao cô có thể làm vô uế tôi? Nghe thế, người phụ nữ kia xấu hổ lui về. Kỳ thi kế tiếp, Mậu Tiên đỗ cao, ba người con của ông cũng đỗ đạt. Lời đầu sách Trung Dung viết, răng thận trọng, lo sợ. Đến lúc luận, tiểu nhân lại nói, không có gì lo sợ. Có thể thấy quan trọng nhất, việc tu thân không ngoài hai chữ sợ và kính. Nam nữ phải có giới hạn, lễ giáo không dung, đó là kính. Thiên địa quỷ thần có mặt ở khắp nơi, đó là sợ. Đủ thấy lời dạy cao sâu thế nào. La Văn Nghị, La Trạng Nguyên bổn truyện. La Luân tham gia kỳ thi hội, xuống thuyền đến Cô Tô, đêm nằm mơ đến thăm Phạm Văn Chánh, nói Trạng Nguyên năm sau chính là ông. La lễ phép cúi đầu. Phạm lại nói, việc ở lầu kia năm nọ đã cảm động đến trời xanh. Lúc đó La mới nhớ lại chuyện ngày năm đó đã từ chối một người con gái nơi lầu kia. Quả như trong mộng, đến lúc thi đình ông đổ. Trong căn nhà tối, mắt thần như điện, người quân tử nên thận trọng khi ở một mình. Dương Hy Trọng, khoa danh khuyến giới lục. Dương Hy Trọng, người Thành Đô, khi chưa đổ, lúc đang học có người con gái xinh đẹp đến, nhưng ông không chấp nhận. Đêm đó, người vợ ở quê nằm mơ có vị thần đến nói, chồng con là người nghiêm túc, sau này sẽ đứng đầu tất cả mọi người. Lúc tỉnh không hiểu được câu chuyện, đến cuối năm mới hiểu ra. Năm sau người chồng quả đổ đầu. Kinh Ưu Điền Dương nói, phụ nữ là người ác nhất, đừng nên kết nhân duyên với họ. Một khi đã bị sợi dây yêu thương ràng buộc thì sẽ kéo người ta vào con đường tội lỗi. Có thể nói, ông Dương là người bị lôi kéo nhưng không thể lay chuyển. Họ Tào, bất khả lục. Họ Tào, người Tùng Giang, lên Nam Đô đi thi. Khi ông ở lại một nhà nọ thì có người con gái tìm đến. Tào đuổi ra. Lúc đi được nửa đường, ông thấy bên vệ đường có tiếng ồn ào và đèn đuốc sáng trưng.
vội lánh vào một ngôi miếu lén nghe. Ông nghe họ xướng tên những người vừa thi đỗ. Đến tên thứ sáu, có người hầu bẩm: đây là người không tốt nên đã gạt tên rồi, nên để người nào vào thay. Vị thần nói: ông Tào kia không ăn ngủ với phụ nữ trong nhà trọ, có thể phong là người trinh tiết, nên phong người đó. Đến lúc trời sáng, đến xem bảng, quả ông đỗ thứ sáu. Người hiếu sắc mà lại có phụ nữ đến thì không khác gì nhà mình có điều tai họa xảy đến. Những người tích đức khi có người phụ nữ tìm đến thì đó ánh sáng tốt lành đã soi rọi đến nhà mình, nên mới nói họa phước đều là những thứ tự mình rước lấy. Lưu Nghiêu Cử, Quảng Nhân Lục. Lưu Nghiêu Cử, người Long Thơ, xuống thuyền đi thi. Chủ thuyền là một người phụ nữ, nên đứa con của bà đề phòng rất cẩn mật. Khi Lưu lên bờ, bà đã dùng màn bịt kín thuyền, nên cảm thấy không còn lo lắng, bèn vào chợ một lúc. Lúc này đề thi trúng với những bài mà Lưu đã học, nên ông ra khỏi phòng thi rất sớm. Lưu bèn cùng người kia tư thông. Ở nhà, cha mẹ Lưu nằm mơ thấy một người mặc áo vàng mang bảng đến báo Lưu được đổ đầu. Đang lúc xem bảng, lại có một người gạt đi, nói: gần đây Lưu làm những chuyện không hay nên không cho đổ nữa. Lúc tỉnh dậy, nhớ lại những lời đó, họ đã lo sợ. Đến lúc chấm, Lưu phạm một số lỗi nhỏ, quan chấm than tiếc cho bài của Lưu. Lúc về nhà, cha mẹ Lưu đem những chuyện trong mơ ra hỏi, nhưng Lưu giấu bặt không dám nói ra. Lần thi tiếp vẫn được tiến cử, nhưng cuối cùng vẫn không đỗ. Vui một chút trong khoang thuyền mà lại bị mất chức đổ đầu, có ai ngu hơn người đó không? Người học sinh ở Phượng Dương. Bạn người này kể lại: nhà một người học sinh quê Phượng Dương có ao nhỏ trồng ít sen, đã mấy năm mà chưa ra hoa. Năm Kỷ Dậu đời Khang Hy, người học sinh sắp đến cú khúc ghi tên, bèn thả một bụi sen tịnh đế. Cha mẹ anh vui lắm, cho rằng đó là điềm lành cho kỳ thi mùa thu. Sáng hôm sau, họ làm tiệc đại khách. Đêm đó, hai vợ chồng người học sinh đang vui vẻ thì có người hầu gái đi ngang qua. Người chồng muốn trêu ghẹo nhưng người vợ vẫn không ngăn cản, nên hai người kia bèn ăn nằm với nhau. Sáng hôm sau ra nhìn, thấy cành sen đã gãy đập. Hỏi ra mới biết chuyện người tớ gái, cha mẹ anh này bực lắm. Đêm cành hoa bị gãy, anh học sinh nằm mơ đến gặp một vị thần. Thần cho biết, khi tên anh đã được ghi vào bảng trời thì có người đến xóa đi. Anh ta liền khóc lóc cầu khẩn 3 lần như thế. Đến lúc tỉnh dậy, tự biết đó là điềm chẳng lành, lật đật lên đường. Những người làm ở học phủ vẫn còn 3 người. Lúc bấy giờ, những người đến cú khúc cũng chỉ có 3, mà người học sinh kia bị rớt. 3 lần tuyển mộ cũng như vậy cả, cuối cùng khóc lóc quay về. Nếu người vợ cương quyết không cho thì người chồng có thể đã không phạm phải, há biết rằng trong chốn u minh mà vẫn giữ được việc đổ đạt của mình sao? Ngày xưa có bà mẹ ông Thúc Hướng, nhờ đứa con ngăn cản, muốn thoát khỏi được tội ghen ghét mà gia tộc họ Dương thiệt lâm nạn. Chi tiết trong tả truyện thì có thể hiểu được việc ghen ghét như thế nào. Hai người học trò ở Trực Lệ, giới dâm dựng thuyết. Đời nhà Minh có anh học trò đi thi ở Nam Kinh, ở ngay trước chỗ hướng dẫn việc thi cử, có người con gái lén nhìn, có ý muốn đến với anh học trò. Đến lúc thi xong, người kia bảo đứa hầu gái
bày tỏ ý định của mình, hẹn đến đêm sẽ gặp nhau. Người học trò sợ tổn âm đức nên từ chối. Người bạn cùng đi với anh học trò biết được chuyện, bèn giả làm người học sinh này để gặp. Người hầu gái do đêm tối nên không nhận ra, cho anh này vào gặp. Họ cùng ngủ với nhau nhưng không khép cửa. Đến sáng, đúng lúc người cha trở về, bước vào thấy cảnh tượng như thế, điên tiết, ông dung gươm chém cả hai, mang đầu lên quan. Hôm sau có bản, người học trò đang ở đó đổ đầu. Một người được đổ đầu, một người bị ghi tên vào sổ quỷ, dinh nhục vui sướng khác nhau một trời một vực. Một khoảng cách rất nhỏ, nhưng nghiệp báo chỉ trong một sớm một chiều, thật đáng sợ. Hai anh em ở Nam Sương. Cảm ứng thiên quảng sớ. Dùng Nam Sương có hai anh em song sinh, giống nhau đến cả hình dáng cho đến giọng nói. Cha mẹ họ cũng không nhận ra, đến nỗi phải may áo quần khác màu để phân biệt. Lúc trưởng thành, cả hai cùng kết hôn, cùng ăn ở, thậm chí những được mức dinh nhục, không gì là không giống nhau. Một ngày kia họ đi thi, cùng nhau ở một chỗ, có người con gái đến để ý người anh, nhưng người anh từ chối, rồi ngăn cản luôn người em. Người em giờ nghe lời, nhưng lại giả dạng người anh để qua lại, rồi hẹn sau khi thi đỗ sẽ cưới. Đến lúc có bảng, người anh đổ nhưng người em lại rớt. Người con gái kia thì không nhận ra ai là anh, ai là em. Cho người đổ là người mình đang hẹn hò, cô mừng lắm, nên giúp anh ta một ít hàng hóa nữa. Mùa xuân năm sau, người anh lại đổ. Người con gái nghe tin, tự sắm đồ đạc, có ý chờ người kia đến cưới. Nhưng chờ mãi không được, bèn uất hận mà chết. Sau này, người anh được hưởng cảnh giàu sang phú quý, con cháu vinh hiển, người em lại chết yểu, không còn nối dõi. Mạng số tốt hay xấu là do tâm ngày trước tạo nên. Ngày trước nếu làm được nhiều việc thiện, thì trong thai mẹ đã có thương tướng xinh đẹp, tự chọn giờ tốt để ra khỏi thai. Nếu đợi trước tạo nhiều nghiệp ác, thì cả hai điều trên đều ngược lại. Chuyện số mạng như thế không thể không tin. Tuy nhiên, số mạng được định nhưng tâm thì không thể. Họa hay phước đều do tâm tạo, không phải mạng tướng tạo nên. Vì thế, không thể tin cả vào số mạng. Xem hai anh em ở Nam Sương thì có thể hiểu ra. Khuyên thầy dạy học, tổng cộng hai mục, một pháp một giới. Việc thân bại danh liệt trong chốn chợ búa, người ta vẫn không làm, huống gì một người được cho tiên sinh, là tấm gương lễ nghĩa cho học sinh noi theo. Cho dù mất một phần, nhưng không thể mất tất cả. Dù để những học sinh chưa được tài giỏi, nhưng không nên để họ trở thành những người hư hỏng. Điều đó có thể hy vọng được. Người học sinh ở Triết Giang, giới dâm dịnh thuyết. Cuối đời nhà Minh, có anh học trò kia làm thầy gia sư cho một nhóm người. Lúc bị bệnh lạnh, bảo đứa học trò vào trong phòng lấy chăn đắp, nhưng đứa học trò kéo nhầm chiếc giày rơi xuống giường. Việc đó cả thầy trò đều không biết, nhưng người chỉ huy thấy được nên nghi vợ mình tư thông, không phục ông thầy. Bèn bảo người hầu nói dối bà chủ có việc cần gặp thầy. Trong lúc đó, người chỉ huy cầm dao đợi sẵn phía sau, chờ khi cửa mở sẽ ra tay giết cả hai. Nghe tiếng gõ cửa, thầy hỏi có việc gì. Đứa hầu gái bảo có lệnh bà mời đến. Thầy cả giận đuổi đi. Nhà kia lại bắt người vợ đích thân đến. Thầy nói, vị trí của tôi là người gia sư, đâu dám làm những việc sai trái, xin về ngay cho. Lòng nghi của người chủ nhà
đã có phần sáng tỏ. Hôm sau, thầy chào từ biệt. Lúc đó ông mới tạ tội và giải thích mọi việc. Sau này, thầy dạy thi đỗ, làm đến chức quan thâm hiển. Người đẹp gọi cửa, dao sắc đã kề. Chỉ một chút giác ngộ đã cứu được lắm người. Trương Đức Tiên: từ nhỏ tôi đã thấy việc này. Trương Đức Tiên, người Côn Sơn, làm thầy dạy học trong làng, tư thông với một người con gái, nhưng bị người chồng cô này phát giác nên bỏ quê mà đi. Năm Nhâm Dần, đời Khang Hy, đi qua một vùng đất kia, lại chứng nào tật nấy. Nhưng đêm gõ cửa, người chồng lại phát giác, bèn bắt lại đánh một trận thừa sống thiếu chết. Mọi người lại phủ giúp nữa, tên kia chết ngay, họ mang xác đi dứt. Sau đó không ai còn biết đến hắn nữa. Đức Phật dạy, giáo pháp của Đức Phật, vua hay các quan đại thần cũng không phá được, nhưng các đệ tử của Ngài lại phá được. Như con trùng trong thân sư tử mới ăn được thịt sư tử, những người trong đạo Nho cũng thế. Khuyên người trẻ: tổng cộng 4 mục, 2 pháp, 1 giới, 1 pháp giới. Là người trẻ, ai không muốn giàu có, nhưng do dâm dục mà trở nên khốn cùng. Là người trẻ, ai không muốn đứng đầu các khoa thi, nhưng do dâm dục mà trở nên trắng tay. Là người trẻ, ai không muốn sinh quý tử, nhưng vì chơi bời quá nên thành ra không người nối dõi. Là người trẻ, ai không muốn sống lâu, nhưng do ham muốn sắc dục quá mà thành ra chết yểu. Phong lưu một ngày mà suốt đời khốn khổ. Những người có ý chí, đừng để những việc đó vùi lấp thân mình rồi đam mê nơi chúng ăn chơi. Rất mong những người thanh niên mạnh khỏe nên thận trọng. Đường Bôn, đường Thị Phổ. Đường Bôn, người Huyện Hâm, lúc bé đọc sách dưới ánh đèn thì có người con gái đến trêu kẹo. Mấy lần cô này xé mảnh giấy dán nơi cửa sổ để nhìn trộm. Thấy thế ông dán lại, rồi viết mấy chữ: giấy xé rồi sẽ dán lại được, làm tổn âm đức người khác thì không hối được đâu. Một đêm nọ, có vị sư ngang qua nhà ông, thấy biển đề trạng nguyên, hai bên treo 2 ngọn đèn, liền đọc. Thấy 2 câu hôm trước ông viết lên, thấy lạ, sư bèn hỏi mới hay đó là đèn thần. Sau này đường đổ đầu thiên hạ. Trước cửa sổ đề thơ, ngoài cửa treo đèn, nhân duyên cảm ứng, đúng như lời tiên đoán. Mao Lộc Môn, Mao Công Văn tập hậu sự. Mao Lộc Môn, người Quy An, thuở nhỏ đến học ở Dư Giao. Thờ thầy Tiền Ứng Dương, nhà họ Tiền có đứa con gái lén nhìn ông, giờ đến thư phòng gọi mèo để tìm cách tiếp cận. Thấy thế ông nghiêm mặt nói: tôi từ xa đến đây để tìm thầy học, nếu không giữ lễ mà phạm tội thì mặt mũi đâu để về gặp cha mẹ, còn mặt mũi đâu để nhìn chủ của ngươi. Người hầu gái xấu hổ lui về. Sau này ông thi đỗ, văn chương nổi khắp thiên hạ. Nhớ đến cha mẹ, bà con, đó là người thân. Tôn trọng thầy tổ, đó là người có nghĩa. Giữ tiết tháo là người có lễ. Không mê mờ là người có trí. Một khi không tham sắc thì 4 điều trên đều đủ. Lục Trọng Tích, quản nhân phẩm. Khoảng năm Gia Tỉnh, con Lục Quý Trai là Trọng Tích, là người có biệt tài. Theo thầy Khưu đến kinh đô học tập, thấy một người con gái ở nhà đối diện. Người thầy không ngăn cản mà lại nói: miếu Thành Hoàng rất linh, nên đến đó cầu đảo. Nghe thế, Trọng Tích liền tìm đến. Đêm đó nằm mơ, rồi kêu khóc thảm thiết.
mọi người kinh hãi hỏi. Ông cho biết, thần Thanh Hoàng đang tìm hai thầy trò ông. Hỏi nguyên do, lại khóc nói, thần tra cứu tước lọc hai thầy trò tôi, dưới tên tôi ghi chú Đỗ Trạng Nguyên nằm giáp túc, nhưng thầy tôi lại không có gì. Thần chuẩn bị tấu lên thiên đình để gạt tước lọc tôi ra, còn thầy thì rối ruột vì bị giết. Nói xong khóc mãi không thôi. Đúng lúc đó, đứa tiểu đồng gõ cửa, cho biết thầy Khư đã chết do chứng rối ruột. Sau đó quả nhiên Lục cũng khốn khổ đến suốt đời. Chọn thầy dạy cho con nên thật thận trọng. Gương hai thầy trò Khư Lục vẫn còn trước mắt. Hai người học sinh ở Bổ Điền dục hải thần chung. Dùng Bồ Điền có hai anh em họ cùng học với nhau. Giáp xấu trai nhưng giàu có, Ất khôi ngô nhưng nghèo. Giáp muốn cưới vợ lẽ nơi nhà giàu, nhưng nhà kia bắt phải nhìn mặt chàng rể tương lai mới gả con. Giáp nhờ Ức đi thay, nhà giàu kia chấp thuận. Đến lúc gần tổ chức lễ cưới, họ lại muốn đích thân chàng rể đến rước, lại nhờ Ức đi. Vừa đến nơi thì trời bỗng đổ mưa to, đường lại cách trở khó đi. Ức đành phải ở lại nhà kia. Những nhịn mấy lần, Ức không dám nói ra sự thật. Nhà giàu kia lại sợ trễ mất giờ tốt, nên muốn cử hành hôn lễ ngay. Ức cố từ chối, nhưng nhà kia không nghe. Đến lúc ngủ, Ức cũng không dám cởi áo. Hôm sau, trời tiếp tục mưa to, lại phải ngủ lại, nhưng Ức vẫn không dám gần. Ngày thứ ba, rước dâu về nhà Giáp, chấp dựng rồi đến tố cáo với quan huyện. Quan huyện lúc bấy giờ là Lôi Ứng Long tra hỏi. Ức khóc lóc thưa thật tình những gì đã xảy ra. Quan xét thấy không có gì sai trái, nói với Giáp, vợ anh đã ăn nằm với anh, nhưng bây giờ không thuộc về anh. Anh không phải sợ không lấy được vợ. Lại quay qua Ức, người không coi thường vợ mình nên trời đã đem người con gái này đến cho ngươi. Tiền cưới ta sẽ cho. Bèn lấy 30 lạng vàng cho Giáp, lệnh cho Ức kết đôi vợ chồng. Coi thường nhà người khác, lấy thật làm giả. Không coi thường bạn bè, lấy giả làm thật. Khuyên người gây bất hòa trong gia đình. Tổng cộng 6 mục, 2 pháp, 4 giới. Phụ lục nữ nhân. Vợ chồng lục đục nếu không phải lỗi người chồng thì là sự yếu kém của người vợ. Nói chung, những lỗi nhỏ nhặt trong đó rất nhiều, không thể nói hết, nên hai người thường đổ lỗi cho nhau. Tuy thế, trong thời đại ngày nay, được coi như của người đàn ông, không phải của người phụ nữ, nên những bất hòa trong gia đình đều quy lỗi người đàn ông. Sách Luận Ngữ viết: sinh ra đời, xin đừng làm thân đàn bà. Tất cả vui buồn đều do người khác quyết định. Họ phải xa người thân, quên đi tình cảm gia đình, sống chết theo chồng con. Tất cả mọi lời nói, hành động đều dâng hết cho người chồng. Đói không dám ăn, lạnh không dám mặc, chân tay đầy đủ mà không thể đi đâu xa, miệng lưỡi có mà không dám kêu than một lời. Bỏ thân họ cũng vì thân ta, bỏ cha mẹ họ để phụng sự cha mẹ ta. Nhưng nếu gặp người buôn bán làm ăn, hay gặp một kẻ học hành thi cử, thì phải dò dỏ một mình trong phòng vắng, hình tự thương lấy bóng, há đó là một tình cảnh dễ chịu đựng. Trong lúc đó, ta gửi gắm tình cảm mình nơi chốn ăn chơi, tạo vô số nghiệp, xa lánh quê hương, một mình vui chơi thỏa thích. Đến lúc ông trời giáng họa, thì cả gia đình phải chịu tai ương, cho dù sắt đá cũng phải nhỏ lệ đau buồn. Hoặc có lúc đang hưởng cảnh sung túc,
thì cưới thêm vợ lẽ, coi nhẹ tình cảm vợ chồng. Khi lo lắng thì lo cho chồng, đến lúc vui mình ta hưởng, sao không thấu hiểu cho tình cảnh đó. Khuyên rậm mọi người, cho dù nghèo khổ đừng theo thói đa tình, cho dù gặp người xinh đẹp cũng xin kết bạn, đừng để đời sau làm thân phụ nữ rồi khóc than không kịp. Ô Ức Xuyên, Tiết Nghĩa Truyện. Ô Ức Xuyên, Quý Mạnh Chấn, người Tứ Minh, năm 29 tuổi, khi người vợ họ Hà mất, ông thề không đi thêm bước nữa, suốt đời không để ý đến chuyện nam nữ. Có người phụ nữ kia tái hôn, muốn đem của cải đến mua chuộc, ông khẳng khái nói: nếu còn biết hổ thẹn thì đừng làm ô uế tôi. Chiều hôm có người con gái tìm đến chỗ ông, ông lớn tiếng đuổi đi, không nói với ai về chuyện đó. Đêm đến, ông ôm hai con nhỏ ngủ như người quá phụ. Những người đương thời thấy vậy, đem lúa gạo đến giúp, gắn biển đề người chồng có nghĩa. Đứa con đỗ đầu kỳ thi hội, làm quan đến chức thái thú ở Tân An. Theo tục cưới xin, khi nhà trai đến rước dâu, họ phải lễ bái nhà gái. Nói chung, đó là biểu hiện lòng chung thủy, suốt đời bên nhau. Không chỉ người con gái phải làm như thế, mà người đàn ông cũng phải giữ. Tuy nhiên, vì người đàn ông lấy việc nối dõi làm trọng, nên một khi mất vợ, việc nội trợ không có người thì nhà cửa không tươm tất. Sau khi việc ma chay đã xong, bất đắc dĩ phải cho cưới thêm vợ, không phải quá ưu ái cho người đàn ông mà tự mở lối thoát cho họ. Than ôi, con người ta có thể chưa thỏa chí tan bồng, khó thoát được hố sâu nguy hiểm, âu đó là cảnh ngộ khốn cùng vậy. Nếu không như thế thì nghĩa vợ chồng là điểm khởi đầu của đạo làm người, sao lại để chính khí của trời đất nghe những lời của những người phụ nữ có khí phách, còn bọn đàn ông chúng ta lại nín thở để trốn bặt tâm. Vĩ đại thay ông Ô, tôi xin bái phục ông. Quan Ngự Sử Họ Giả, Ý Hành Lục. Đời nhà Minh có quan ngự sử họ Giả, thuở nhỏ hỏi con gái họ Ngụy. Năm sau người con gái đó bị mù, cha cô muốn đem về, ngự sử bèn cưới gấp. Vợ ông Ngụy xin quan ngự sử cưới vợ lẽ, nhưng ông từ chối. Lúc bấy giờ quan ngự sử có người anh đang làm ở bộ hộ, được du thương nên đưa về kinh đô. Phu nhân lại cố sức cầu khẩn, ngự sử vẫn một mực từ chối. Sao xin người con tên Hằng, nhỏ mà đỗ cao, làm quan đến chức chủ sự bộ hình. Những người ngày xưa cưới vợ mù, thời Đường có Tôn Thái, thời Tống có Chu Thế Nam, Lưu Đình Thí, Chu Cung Thúc, Trương Hán Anh, chi tiết trong sử Đường Tống. Ngoài ra không còn mấy người. Việc làm của họ Giả người xưa khó bì, việc phu nhân họ Ngụy tìm cách cưới vợ cho ông quả thật đáng khâm phục. Sử Đường cảm ứng thiên đồ thuyết. Thuở nhỏ Sử Đường đã cưới vợ, đến lúc thi đỗ hận mình không cưới được con gái nhà giàu, không ngủ với vợ nữa, ngày càng xa lánh. Vợ ông uất ức sinh bệnh, nằm đến mấy năm nhưng Đường vẫn không đói hoài. Lúc gần mất, bên kia vách bà nói giọng sang: tôi sắp đi đây, ông có thể nhẫn nhịn nhìn tôi một lần cuối không? Thế mà Đường Sử vẫn không thèm để mắt. Lúc vợ mất, ông thấy lòng mình không yên, rồi theo những lời suối bẫy lấy đồ đựng bằng đất úp lên mặt vợ, rồi dùng dây trói tử thi lại. Đêm đó cha ông nằm mơ thấy một người phụ nữ nói người chồng là thứ không phải người, lúc sống chịu nhiều đau khổ mà chết đi
cũng bị đối xử không ra gì. Tất cả đều vì một người đàn bà. Vì thế cả tuổi thọ và chức tước đều bị mất. Năm sau, quả nhiên đường mất. Đợi Thiên Thuận, đô chỉ huy Mã Lương được vua sủng ái. Đến lúc vợ mất, hoàng thượng thăm hỏi. Nhưng mấy hôm không thấy mặt, lấy làm lạ. Vua hỏi thăm thì nghe hai bên tả hữu bảo đã lấy vợ mới. Vua giật nói: đạo vợ chồng mà nó còn coi khinh, làm sao thờ được ta? Bèn ra lệnh cho phạt trượng, rồi không còn sủng ái như trước nữa. Vợ chồng sử đường chắc gì không phải là quan gia từ kiếp trước. Muốn phá bỏ mối quan đó, mỗi người nên chia tay một ngã. Bỗng thấy ý dị khi nhớ lại lời dạy của đại sư Liên. Bùi Chương, khoa danh Khuyến Giới Lục. Bùi Chương, người Hà Đông, lúc cha ông làm quan trấn giữ Kinh Châu, có vị sư tên Đàm Chiếu đoán sau này Chương sẽ làm chức quan cao hơn cha ông. Từ bé, Chương đã cưới người phụ nữ họ Lý làm vợ. Sau đó đến nhậm chức ở Thái Nguyên, ông để vợ lại Lạc Trung, không hỏi han thăm viếng gì. Người vợ tự thấy mình là người phận mỏng, bèn ăn rau, mặc vải thô, mỗi ngày đều tụng kinh Phật. Sau 10 năm, ông lại gặp sư Đàm Chiếu. Sư kinh ngạc nói: 10 năm trước, tôi đoán ngài là người quý hiển, nhưng nay sao tướng ấy đã biến mất, vì sao vậy? Nghe thế, Chương không còn giấu nổi. Sư nói: hồn sống của phu nhân đã tố cáo lên Thượng Đế, e ông sắp có nạn lớn. Sau đó 10 ngày, ông này bị ngã vào một nồi nước tắm, ruột gan lòi hết ra ngoài. Có thể nói, bà họ Lý là người phá xình xích quan gia, hai người đường ai nấy đi. Công tử họ Trần, bạn người này kể lại: dùng gia định kia có công tử họ Trần làm con rể ông Từ Văn Học, nhưng lại yêu thương người hầu gái tên Nguyệt Lan, nên hai vợ chồng hụt hạch. Đúng lúc bà gặp thầy bói đến nhà, bà này biết chuyện đòi giá cao rồi đưa cho Từ một hình nhân. Trên hình nhân có ghim 7 cây kim, bảo Từ lén khâu vào gối chồng. Ba đêm sau, chồng cô sẽ không yêu thương người tớ gái nữa. Theo những gì bà thầy bói nói, Từ nhất nhất làm theo. Nửa đêm, người chồng bỗng kêu la thảm thiết, nôn máu lai láng. Khiếp quá, Từ đem bẻ hình nhân. Không lâu sau, Từ cũng kêu la thảm thiết, tự nói mình là Dạng Quyển Thư, người Hàng Châu. 10 ngày sau thì bà mất, gia đình từ đó cũng tan nát. Người chồng đã không ra gì, nhưng người vợ cũng cố chấp, cả chủ lẫn tớ đều không khỏi nghiệp báo. Vợ người bà La Môn, chi tiết trong kinh Tạp Thí Dụ. Lúc Đức Phật còn tại thế, có người dòng bà La Môn không có con với người vợ chính. Người thiếp sinh được một đứa con trai nên được người chồng yêu quý lắm. Thấy thế, người vợ đố kỵ nhưng giả vờ thương quý. Một hôm, lén lấy cây kim chích vào trán đứa bé, xuyên vào óc, nhưng cả nhà không ai hay. Đứa bé khóc mãi rồi mất. Mẹ nó thương cảm như trời đất sụp trước mặt. Sau một thời gian, bà nghi ngờ, bèn tìm đến một vị sư hỏi: muốn thỏa mãn được tâm nguyện, con nên làm những việc công đức gì? Sư nói: con nên thọ giới bát quan trai thì tâm nguyện được như ý. Người vợ lẽ làm theo lời vị sư. 7 ngày sau bà mất, đầu thai làm người con gái đẹp đẽ của người vợ chính, nhưng chỉ sống được 1 năm
người vợ chính khóc lóc đau đớn còn hơn những gì ngày xưa người vợ lẽ đã khóc con. Không lâu bà lại sinh được bé gái nữa, đẹp gấp bội đứa trước, vẫn lại chết yểu. Trải 7 lần như vậy, cuối cùng lại sinh một đứa con gái, lần này sống đến 14 tuổi, định gả thì chết. Bà lại lăn lộn khóc lóc, không thiết ăn uống, nhập liệm đứa con. Bà không dám đẩy nắp quan tài, suốt ngày nhìn xác con. Nhưng kỳ lạ là xác đứa con ngày càng đẹp ra. Đã hơn 20 ngày, có vị La Hán quá là một vị sa môn đến trước cửa xin được gặp, rồi nói thẳng tất cả những gì đã xảy ra cho bà nghe. Lúc đó bà mới tỉnh ngộ, ngoái nhìn lại xác đứa con, nhưng lúc này thân thể nó đã trương sình, hôi hám không chịu nổi. Lúc đó bà mới thỉnh vị sa môn truyền giới cho mình. Hôm sau bà muốn đến chùa, nhưng giữa đường thì có con rắn chắn ngang. Vị sa môn biết đó là người vợ lẽ đầu thai, bèn sám hối, giải những mối oan thù của nó. Rắn chết liền được sinh làm người. Người chồng ăn ở bạc bẽo, phần trước đã mô tả khá chi tiết. Người vợ ác độc như thế, há có thể tha thứ được sao? Kinh Chính Pháp niệm xứ nói, ghen ghét là đặc tính của người đàn bà. Vì thế sau khi mất, phần nhiều họ bị rơi vào chốn quỷ đói. Này xin kể một câu trong Kinh Phật để làm rõ những điều răn. Người cầu con, tổng cộng 5 mục đều là pháp. Mọi người đều biết sinh con là do ta, nhưng không hiểu quyết định việc đó là do trời. Mọi người biết trời quyết định việc có con cái, nhưng không biết thực hiện việc đó là do ta. Sao nói quyết định là do trời? Trong đời có những người thê thiếp đầy nhà, nhưng không có được một mụn con. Ngược lại có người chỉ một người vợ, nhưng con cái lại đầy nhà. Ở đâu ta cũng thấy được điều này. Lại có những người tìm nhiều phương cách, nhưng không có kết quả. Nhưng có người chưa hết thang thuốc mà đã hiệu nghiệm. Thử nghiệm 100 phương 1000 kế nhưng không có kết quả. Nhưng vừa ăn nằm cùng nhau 1 lần mà đã hiệu nghiệm. Đó là do trời quyết định, không phải do người quyết định. Sao gọi thực hiện việc đó là do ta? Một người không con nối dõi không phải nguyên nhân đời này tạo ra, mà là kết quả ngày trước đưa lại. Há điều đó rõ ràng nằm ở trên trời, còn ta lầm lũi một mình thì sao? Tất nhiên, người làm ác thì phải chịu những điều không tốt, còn người làm lành sẽ nhận được những việc như ý. Giống như việc trói hổ, ai trói thì người đó mở. Cũng như trong đầm nước lạnh, nước tụ nhiều thì thành băng, băng tan lại thành nước. Đó là việc người làm, không phải do trời quyết định. Người cầu con khôn ngoan là người không cầu mà có được. Có được con do cách riêng của mình, do thực hành từ bi, bình đẳng mà có con. Thế những người đời trước làm như thế, sao không học họ mà tu? Cách du, ý hạnh lục. Vùng Trấn Giang có ông Cách Du, đã 50 tuổi nhưng chưa có con. Khi ông đi xa, người vợ bèn bỏ tiền mua người hàng xóm về làm vợ lẽ cho ông. Lúc ông trở về, bà bèn mang rượu lên phòng cho cô gái hầu hạ, rồi nói với ông những ý nguyện của mình. Nghe chuyện, ông đỏ mặt. Người vợ tưởng mình đang có mặt nên ông mới thế. Bà đi ra rồi nhẹ tay khép cửa, nhưng ông cũng nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, nói với vợ: tâm của bà quá tốt, nhưng thuở bé cô gái này vẫn được tôi bồng ẵm, và mong muốn sau này lớn lên cô sẽ tìm cho cô gái một nơi tươm tất. Nay tôi đã già lại nhiều bệnh, không thể chịu sự nhục nhã. Nói xong bèn trả cô gái về. Năm sau người vợ sinh được đứa con trai, đặt tên là Văn Hy Công. 17 tuổi đã đỗ đạt làm quan đến chức tể tướng. Vì không con nên cưới thiếp, vì trả thiếp về nên được sinh con. Giả sử không trả thiếp về, chưa chắc đã sinh con. Ngày nay những người không con bèn nghĩ ngay đến chuyện cưới thiếp.
họ không biết rằng hành động đó là thêm dầu vào lửa, giảm bớt phước đức. Giống như người khác mà uống nước muối, càng uống càng khát. Tiếc thay, những người đời nay không nhận ra việc đó. Trạng Nguyên họ Mã, Trù Cát Lục. Đã đứng tuổi nhưng Mã Phong ông không có con nối dõi. Ông cưới được người thiếp xinh đẹp, nhưng mỗi lúc chải tóc, thấy ông liền tránh mặt, dò hỏi, cô đáp: "Cha tôi mất khi đi nhậm chức, đến nay vẫn chưa về được nên phải bán mình làm thiếp. Tôi vẫn chưa ráo nước mắt, hứa sẽ để tóc, nên mỗi lần chải tóc, thấy ai tôi đều tránh mặt." Nghe thế ông động lòng thương xót. Ngay trong ngày đó ông bèn trả cô gái về, không đòi tiền trước đó mà còn cho thêm tiền đi đường. Hai mẹ con cô gái khóc lại rồi về. Đêm đó ông nằm mộng thấy vị thần nói: "Trời ban cho ngươi một đứa con, niềm vui nhiều lắm lắm." Năm sau quả nhiên ông có một đứa con, bèn đặt tên Nhật Nguyên, niềm vui không dứt, tức Quan Trạng Nguyên. Cha của Quan Trạng Nguyên họ Phùng ở Nhạc Châu, vì không con nên cưới thiếp, tìm được người con gái một vị quan bèn trả về. Không lâu sau, người vợ có thai. Những người trong xóm đều nằm mơ nghe tiếng trống chiêng rước Trạng Nguyên. Câu chuyện giống như chuyện vừa kể. Trạng Nguyên họ Cao, Cảm Ứng Thiên Thượng Chú. Vùng Dương Châu có người họ Cao. Khi chưa có con, ông đi buôn ở Kinh Đô. Khi ở trọ, ông ngửi thấy mùi hương cây cánh kiến trắng. Hôm sau, thấy một mầm cây nhú ra chỗ bức vách. Ông lại xem thì thấy một người con gái đang ngồi bên kia. Hỏi chủ nhà mới hay đó là con của họ. Hỏi tại sao cô gái không nói năng gì. Chủ nhà cho biết họ chọn chưa ra người rể tương lai. Mấy hôm sau, ông vào giới thiệu một người trong xóm cho chủ nhà kén rể. Nhưng chủ nhà ngại nhà mình nghèo. Ông nói: "Tôi cho ông mượn một ít của cải để đưa cho họ. Ngày đó nếu họ đến sẽ đưa." Nói rồi ông tặng họ 10 lạng vàng. Đêm đó ông nằm mơ thấy vị thần nói: "Vì ngươi không con, nay ta sẽ tặng một đứa, có thể đặt tên Thuyên." Năm sau quả ông có được người con, học hành đỗ đạt, làm quan đến chức thượng thư. Không nổi lòng tà đã là khó, kén rễ giúp người khác càng khó. Giúp người hàng hóa để sinh nhai càng khó hơn. Hành động của người có lòng nhân nên phải như thế. Trưởng giả họ Tiền, Ý Hành Lục. Tiền của phú gia họ Tiền ở Tỳ Lăng, chắc tiền của cả quận gộp lại cũng không bằng. Suốt đời ông làm việc thiện, nhưng khổ nổi lại không con. Trong làng có ông già, vì hoàn cảnh mà đến ông mượn tiền. Ông không tính lãi, cứ theo nhu cầu người mượn mà đưa cho. Đến lúc xong trả, người kia mang cả vợ con đến cảm ơn. Vợ ông thấy đứa con gái nhà kia có nhan sắc, giục ông cưới làm thiếp. Vợ người mắc nợ mừng lắm, nhưng ông nói: "Nhưng lúc người ta túng quẫn là người không có lòng nhân. Vốn là người siêng năng làm việc thiện mà lại yêu đương không đúng nơi chỗ, đó là người ngu." Nói rồi trả về. Đêm đó vợ ông nằm mơ thấy vị thần nói: "Chồng ngươi là người có đức, nên ta sẽ ban cho vợ chồng ngươi một đứa con." Quả nhiên năm sau vợ chồng ông sinh được đứa con, đặt tên Thiên Tứ. Trời ban. Năm lên 18 đỗ hai kỳ thi hương và thi hội. Kinh dạy: người phụ nữ dâm dật sau khi chết sẽ bị quả báo không con. Ta có thể lấy câu này đối chiếu để tỉnh ngộ. Ông nhà giàu, Trù Cát Lục. Vùng Phúc Kiến có ông nhà giàu nọ không con. Có nhiều vợ lẽ xinh đẹp nhưng ông không nuôi họ. Lúc bấy giờ có ông quan đang trên đường đến trấn dậm ở đó thì chết vợ, lương thực sắp hết. Đứa con gái khóc nói: "Xác mẹ sắp rửa rồi, nay cha bán con để lấy tiền chôn mẹ, thừa bao nhiêu sẽ mua thêm đồ dùng.
khi cha làm quan xong rồi, chuộc con lại cũng được. Người cha nói, ta chỉ có mình con, sao nhẫn tâm làm việc này được? Đứa con thưa, ngoài cách này không có đường nào khác. Người cha ứa nước mắt đem con đến bán cho người nhà giàu kia được 300.000 quan tiền. Mọi chuyện người nhà giàu không hề hay biết. Thấy người thiếp mới mua buồn bã ít nói, hành động cũng không giống những người bình thường khác. Tóc để dài nhưng không có vẻ đang nhớ thương bà con thân thích, hỏi cũng không đáp. Đến hỏi người làm mai, lúc ấy mới hiểu rõ đầu đuôi. Lúc đó ông gửi trả cô lại cho người cha. Cha cô gái sợ không đủ trả lại khoản tiền đã nhận, ông thưa, không cần phải trả, rồi giúp 200.000 quan nữa làm lộ phí. Không lâu sau, người vợ chính của ông sinh được hai người con, tuổi nhỏ mà đã đỗ đạt. Đứa con gái bán đi của ông Mã là do bán thân để làm việc tang cho cha. Người thiếp do phú ông mua về là bán thân để làm việc tang cho mẹ. Nếu không gặp những người nhân đức như thế thì không lấy gì để khuyên người phụ nữ làm việc hiếu đạo. Nếu không sinh được những đứa con ngoan như thế, không biết lấy gì để khuyên những người tiết nghĩa. Khuyên người cầu sống lâu, tổng cộng 3 mục: một pháp, một giới, một giới pháp. Tinh dịch người nam như kỳ con ngựa sống, như đèn có dầu, bồi bổ thì nó lên thêm, tận dụng thì nó sẽ cạn kiệt. Kinh Giải Thoát Yếu Môn viết: nếu vài mươi năm mà lòng dục người tu tập không nổi lên, thì lâu dần tinh tủy sẽ kết thành xá lợi. Sách Đạo Giáo viết: khi lòng dục không nổi lên thì tinh khí phát ở ba phần cơ thể, chảy tràn các mạch máu. Tô Đồng Pha nói: làm tổn thương sức khỏe con người có nhiều thứ, nhưng người hiếu sắc chắc chắn sẽ không thọ. Không như những người hợp lặng trong cuộc đời, đến cuối đời mà không nhận ra điểm cốt yếu của việc dâm dục. Mỗi khi lòng dâm dục nổi lên thì niệm dục bùng cháy. Khi niệm dục bùng cháy thì tinh khí tiêu hao. Khi tinh khí tiêu hao thì lửa dục càng dễ cháy. Những hành động này bù đắp lẫn nhau thì cửa tử xuất hiện ngay. Cho dù thuốc thang tẩm bổ giống như đổ dầu vào lửa dâm, thiêu đốt ngũ tạng, thảm họa này thật ghê gớm. Làm âm đức suy tổn, tuổi thọ bớt đi. Đó là những điều không thể kể hết. Những người mong muốn sống lâu đừng nên dẫm vào vết xe đổ đó nữa. Huyện Doãn họ Phạm, Trù Cát Lục. Đời nhà Đường có quan họ Phạm rất giỏi toán số. Đoán đến mùa thu năm sau, cả tuổi thọ và tước lộc đều mất. Lúc bấy giờ, ông đang chuẩn bị đến Giang Tây nhậm chức. Đến hỏi người coi ngày, người coi ngày nói: tháng 7 năm sau ông có hạn lớn, sao lại đi nhậm chức quan ở xa thế? Phạm thưa: tôi cũng đã biết trước chuyện đó, nhưng muốn kiếm chút tiền để gả con gái. Đến lúc nhậm chức, ông mua được đứa hầu gái. Hỏi ra mới biết cô họ Trương, cha đang làm quan giữ đê một vùng nọ, đó chính là bạn cũ của Phạm. Ông này nói: con gái ta không lo không gả được. Khi chọn được người rể thì người đó phải cần nữ trang mới gả con. Đến lúc xong hạn quan, ông trở về kinh đô, gặp lại người thầy xem ngày. Người này kinh ngạc khi thấy ông. Hỏi ra, Phạm nói thật tất cả mọi chuyện. Ông thầy bói khen: bây giờ tuổi thọ cũng như thức lộc của ông không kể hết. Sau này ông nhậm chức quan mấy lần nữa mới mất. Khi đang khỏe mạnh, nghĩ đến lúc mình phải chết thì không việc thiện nào là không làm, công việc ác nào không tránh. Tiếc thay, ta không tính đến việc chết. Trong 8 điều tâm niệm của một vị Bồ Tát, có một điều nhớ nghĩ, đó là nghĩ đến lúc sẽ chết nghĩa lý thật cao sâu làm sao. Họ Vương, tận mắt tư nhân nhìn thấy. Trường làng ở Côn Sơn có người học trò họ Vương. Thuở nhỏ, anh này đã hẹn hò với một cô gái trong làng, thường xuyên qua lại với nhau. Cha cô gái là Dụng Hạ Sở, vì mất sớm nên không khuyên nhủ con được. Ngày kia,
vươn đau ở ngực vì mắc chứng thổ huyết, chạy chữa thuốc thang mãi không khỏi, vừa cưới được 3 năm thì mất. Vợ của ông cũng lây lất mấy năm rồi mất. Ngày xưa, những cô gái trong cung cấm thường lo chống già. Thầy thuốc khuyên sắc độ 10 thanh niên mà chữa thì có thể khỏi. Vua làm theo, độ tháng sau, cung dân ai cũng béo hẳn ra. Họ đến lạy tạ ơn vua. Theo sau là những người thanh niên khô đét không ra dáng người đang cúi rạp. Vua hỏi đó là gì vậy? Tả Hữu trả lời đó là bả thuốc. Bản thân họ vương kia vừa là bả thuốc lại vừa muốn uống thuốc, phẩm có ích gì? Hai ông Vương và Thẩm, Cảm ứng thiên tập giải. Đầu năm khai hy nhà Tống, có tiến sĩ Vương Hạnh Am ở Giảng Châu, từ nhỏ đã ít ham muốn. Em họ của ông khỏe mạnh nhưng sống buông thả trong sắc dục. Mấy lần Vương khuyên bảo nhưng không nghe. Có lần Thẩm ở ngoài về, thấy vợ đang ngoại tình, định vớ vật gì để đánh, nhưng nhấc tay không lên, kêu lên một tiếng rồi mất. Mùa đông năm Đinh Mão, ông đã 31 tuổi, Vương tự nhiên ngã bệnh. Bèn thiết đàn thỉnh đạo sĩ đến viết sớ, quỳ rất lâu rồi đứng dậy nói: tra tuổi thọ của ông thấy chỉ sống đến 50, nhưng vì 2 lần không tham luyến phụ nữ nên được kéo dài thêm 20 năm nữa. Quả nhiên sau đó Vương thọ 86 tuổi. Những nơi không được đàng hoàng cố nhiên không nên tiếp xúc, cho dù tình cảm như vợ chồng cũng nên tôn trọng nhau như khách. Đời nhà Đường, Tân Xương Tự, mỗi lần đến với vợ, ông vẫn giữ lễ. Trước hết, ông bảo những người hầu 3-4 lần, rồi sau mới đến đốt đèn trong phòng, cùng vợ trò chuyện thân mật, uống trà, ăn hoa quả rồi lui. Hoặc muốn ngủ lại, trước hết ông nói: Xương Tự tôn trọng việc nối dõi, muốn xem một quẻ thế nào. Chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng muốn sửa sai thì trước hết phải tìm nhiều phương pháp, nên ghi lại đây để tham khảo. Khuyên người gặp nạn, tổng cộng 3 mục, 2 pháp, 1 giới. Trong khi đang lưu lạc tán loạn mà vẫn giữ được tiết hạnh cho người phụ nữ thì công lao lớn lắm, nhưng phá hoại trinh tiết của một người phụ nữ thì tội không phải ít. Giữa được và mất cách nhau một trời một vực, nên thận trọng giữ gìn, không gì hơn nỗ lực làm việc thiện. Uông Nhất Thanh, tục Bút Thừa. Cuối năm Gia Tỉnh, Uông Nhất Thanh, người làng Chương, bị bắt khi chạy loạn, thấy giặc bắt một người phụ nữ đến. Xem kỹ thì đó là vợ người bạn học cũ, ông bèn nhận là em mình. Hứa với cô sẽ chuộc về, nên giặc giam chung hai người một nơi. Hai người ở chung hơn tháng, nhưng ông không khởi lên một chút tà tâm. Sau này khi được chuộc về, bạn ông lại tạ ơn, Uông cũng đổ đạt. Muốn đạt lòng sáng nên xem tấm gương của ông Uông, từ xưa đến nay mấy người học được. Trương Văn Khởi, Bất Khả Bất Khả Lục. Cuối đời nhà Minh, vùng Phúc Kiến, có ông Trương Văn Khởi cùng người họ Chu chạy trốn bòn giặt cỏ. Khi vào rừng thì đã có người con gái trốn ở đó. Thấy hai người, cô gái luống cuống định trốn chạy. Thấy thế, Trương nói: nếu chạy nữa thì cô có thể bị giặc bắt. Chúng tôi là những người đàng hoàng, dứt khoát không đụng chạm đến cô. Đêm đến, Chu có ý không tốt với cô gái, nhưng nhờ Trương ngăn chặn nên không việc gì xảy ra. Sáng hôm sau, Trương để Chu ở lại dắt cô gái ra khỏi rừng. Biết giặc đã rút hết, ông hỏi thăm nhà cô gái rồi đưa về. Sau này Trương làm rể nhà họ Hoàng, được đối xử rất tử tế. Khi mọi việc đã yên, ông mới phát hiện vợ ông bây giờ là cô gái ông đã gặp ngày trước. Sau này vợ chồng ông sinh được 2 người con, đều đỗ đạt cao. Nghiệp báo của họ Chu tất nhiên sau đó sẽ đến,
rất tiếc không ai rõ. Người lái đò ở Trì Châu, người vùng Trì Châu kể. Năm Quý Mão đời Khang Hy, vùng Trì Châu có lụt lớn. Có người chèo đò cứu được một người phụ nữ định làm nhục. Người phụ nữ nhảy xuống nước nhưng vớ được cành cây nên khỏi chết đuối. Năm sau cô gái lấy chồng ở một làng nọ. Sau đêm hợp cẩn, cô phát hiện cậu ruột người chồng mình chính là người đã từng làm nhục mình trước đây. Đau khổ quá, cô khóc lóc kể hết với nhà chồng rồi thắt cổ tự tử. Sau này nhà cô gái kiện nhà kia lên quan, mọi người mới biết chuyện. Khuyên thầy thuốc tổng cộng 2 mục đều là pháp. Nguồn gốc sắc dục, người khác khó phá nhưng người thầy thuốc thì dễ phá. Vì sao? Khi bệnh hoạn thì lòng dục tự nhiên phai nhạt. Ngày nay không thấy ai không bệnh, đó là điều thuận lợi thứ nhất. Ai cũng muốn giữ mạng sống của mình, không muốn chết, nên ai cũng giỏi điều tiết, đó là thuận lợi thứ hai. Thân thể con người vốn là cái bọc da đựng đầy những vật ô uế. Vì lớp da mỏng bao bọc nên che mắt tất cả những đấng nam nhi. Nay chúng ta đã biết rõ nguồn gốc căn bệnh, không khác gì thấy rõ gan ruột, đó là điều thuận lợi thứ ba. Hãy cố lên. Nhiếp Tùng Chí, Văn Xương Bảo Huấn. Năm Gia Hựu đời nhà Tống, Hoàng Tĩnh Quốc làm phán quan ở Nghi Châu, bị bắt đến âm phủ. Vua Diêm La nói: "Ngươi làm quan ở Nghi Châu, có biết câu chuyện này hay không?" Nói rồi lấy ra một cuốn sách, trong đó có ghi chuyện người làm nghề y tên Nhiếp Tùng Chí. Ngày tháng năm đó đang trị bệnh nhà họ Dương ở Hoa Đình, đã từ chối người con gái họ Lý, nên Thượng Đế cho phép kéo dài mạng sống thêm 30 năm nữa. Ba đời được đỗ đạt, sau đó tất cả những chuyện đó đều ứng nghiệm. Không dâm dục, quỷ thần cho là chuyện hay, ngược lại thế nào chắc mọi người đều rõ. Y sĩ họ Trần, cảm ứng thiên quảng sớ. Vùng Di Can có một người họ Trần, sống nghèo khổ bằng nghề y. Những người trí thức cảm mộ ông. Có lần Trần đến xin ở lại nhà một người trí thức. Nhằm lúc ông này đi vắng, người vợ ông kia muốn đi theo, Trần liền ngăn cản. Người phụ nữ nói: "Ta có ý với ông." Trần nói: "Không thể được." Người phụ nữ cúi đầu hồi lâu. Trần nói tiếp: "Không thể, không thể." Sau đó dường như không thể tự giữ được nữa, ông lấy giấy bút viết mấy chữ. Hai chữ "không thể" thật khó vậy. Sáng hôm sau ông từ biệt. Sau đó khi con ông ứng thí, quan chấm thi định đánh rớt bài thi của người này. Bỗng đâu trên không trung liên tiếp có tiếng kêu "không thể". Nghe xong, quan vẫn quyết đánh rớt. Lại nghe tiếng to hơn, hai chữ "không thể" thật khó. Bất đắc dĩ, quan phải ghi tên người kia vào. Sau này gặp Trần, quan chấm thi mới hiểu rõ đầu đuôi. Cơ hồ con ông không thể thi đỗ đều nhờ lúc cha ông cơ hồ không thể tự giữ. Khuyên người buôn bán, làm nông, làm công. Tổng cộng 6 mục đều là giới. Phụ lục phần hào bọc. Những người buôn bán, nông dân, làm công nên nghĩ thế này: chúng ta có người nhờ buôn bán hoặc nhờ thủ công trải qua ngày tháng dãi nắng dầm mưa, chẳng qua để kiếm thêm tiền của. Người khác có vợ con, ta cũng có vợ con. Mọi người có chị em gái, mình cũng có chị em gái. Nếu người khác nổi lòng xấu, ta liền giận tím mặt. Nếu ta có chút lòng tà, người kia ôm hận điên tiết. Ngày nay đâu đâu cũng thấy chuyện gian dâm, bệnh hoạn chết chóc, quan quân phá hoại, thậm chí mua nam bán nữ, tan nhà mất của.
đều do một niệm sai lầm mà dẫn đến những tình cảnh như thế. Nếu chúng ta sớm tỉnh giác thì có thể cắt đứt những tâm tà này. Thấy người phụ nữ già tuổi, ta nên xem như mẹ mình. Thấy người phụ nữ lớn tuổi, ta nên xem như chị mình. Thấy người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình, ta nên xem như em mình. Thấy những em bé, ta nên coi như con mình. Không nên đề cập đến chuyện phòng the, không xem sách dâm thư. Nếu làm tất cả những việc đó thì có thể tích được âm đức. Lúc nào cũng tìm phương cách thì phước thọ tự nhiên tăng lên, con cháu ngày càng đông đúc. Tất cả những việc dễ làm trên thế gian, còn gì dễ hơn chuyện đó? Người buôn gỗ, giới dâm vận thuyết. Cuối năm Gia Tỉnh, tiết phụ họ Trần ở Nghi Hưng là người có nhan sắc. Có nhà buôn gỗ thấy cô, bèn dùng mọi cách để lôi kéo. Biết không thể thuyết phục được, đêm đến, hắn quăng gỗ vào nhà cô rồi tố cáo với quan là cô gái đã ăn trộm. Sau đó, hắn đút lót cho nha lại để lôi kéo những tên này. Oan ức quá, cô gái cầu đảo nơi huyền đàn. Một hôm, cô nằm mộng thấy một vị thần cho hay đã lệnh cho con hổ đen rồi. Không lâu sau, người buôn gỗ vào rừng thì thấy một con hổ đen nhảy ra, bỏ qua những người khác để vồ người này. Loại người ác độc này bị hổ báo ăn thịt thì không có gì phải hối tiếc. Tiếc là những người lớn tuổi, có vài vế, ngồi giữa công đường, người thiếu phụ có nhan sắc, cách xa ngoài vạn dặm, khóc nhớ nơi chân trời, thân thể không giữ được. Những người nơi đất khách quê người nên nhớ khắc cốt ghi tâm. Vương Cần Chính, cảm ứng thiên đồ thuyết. Vương Cần Chính, quê Từ Dương, tương thông với một phụ nữ, hẹn nhau bỏ trốn. Không may bị người chồng cô gái đuổi kịp. Không lâu sau, người chồng bị người vợ giam giữ mà chết. Vương sợ quá, bèn trốn đến huyện Giang Sơn, cho rằng như thế là thoát. Một hôm đang đói, hắn liền đến quán cơm. Người bán cơm mang đến hai phần ăn. Thấy thế Vương hỏi tại sao. Người bán cơm nói, vừa thấy một người tóc trắng đi cùng ông, thế chẳng phải hai người là gì? Vương biết đó là oan hồn, bèn quay về quê tự thú rồi chịu tội. Oan hồn theo sau, ta không thể tự chủ được. Người kia tự thú là do quỷ xui khiến vậy. Hai người thôn ma, bất khả bất khả lục. Hai người giáp ức ở thôn ma, quyến luyến với nhau. Ít đi đâu xa, giáp yêu một cô gái, vợ ông giận lắm. Ức lại bảo vợ mình xúi dục rồi tư thông với vợ giáp. Lâu dần, vợ ức cũng ôm hận. Hôm nọ, lúc giáp đang ở nhà cô gái kia, vì khát nước nên tìm về nhà. Vừa đến cửa bỗng nghe ức đang trò chuyện với vợ mình. Điên tiết, hắn quay lại nhà cô gái xách con dao rồi đi. Tìm đường đến nhà ức, muốn làm nhục vợ ức để báo thù. Lúc này vợ ức đang hận chồng không về nên thuận theo ý giáp. Lúc này ức đang ở nhà giáp chờ giáp trở về để giết, nên cầm dao đứng chờ ở cửa. Nghe trong nhà có tiếng người, bèn gõ cửa. Giáp cầm dao nhảy ra, ức cũng cầm dao xông vào. Hai người la hét trong đêm tối. Nghe thế, những người trong xóm bèn cầm đuốc đến khuyên. Thấy gian phu là giáp, kinh ngạc hỏi giáp, mày lấy dao ở đâu? Giáp trả lời, tao muốn lấy đầu thằng dâm phu nên làm nhục vợ mày, đang chờ lấy mạng của mày đây. Ức nói, tao đâu có gian dâm với vợ mày. Ức liền chỉ cây dao nói, đây không phải là con dao gãy cán trong bếp của nhà tao sao? Ức không trả lời được. Thấy thế mọi người đều nói, đó là do trời trả báo vậy. Nói rồi kéo nhau ra về. Làm nhục vợ người, vợ mình bị người khác làm nhục. Hai việc này đâu có khác chương Khánh Phong trong kinh dịch. Việc A Kỷ. Thấy trong giấy hỏi cung người này. Năm Kỷ Dậu đời Khang Hy,
Triệt A Kỷ, người Côn Sơn, gian dâm với người con gái đã có chồng họ Khưu. Lúc sắp đi, người kia nói: "Tôi định giết chồng cô thấy thế nào?" Người đàn bà ra giận dữ: "Nên dừng lại ngay." Đêm đó, hắn vẫn cầm dao ra đi, nhưng người đàn bà không biết. Nhưng lúc đêm tối, hắn vung dao, gặp Khưu đang đi vào nhà tối, nên giết nhầm đứa con gái của họ. Sau đó, Khưu đến báo quan, hắn bị chém ở chợ. Gian dâm với vợ người, rồi ghét chồng họ, chỉ một niệm đó thôi thì lưới trời đã khó thoát. Người làm công ở Nam Kinh. Thuở bé, tôi đã nghe chuyện này. Mùa đông năm Tân Hợi đời Khang Hy, vùng Nam Kinh, có người làm công đến ở Côn Sơn, rồi tư thông với vợ người bán bún. Bị người chồng phát giác, nên cô gái phải trốn đến một làng kia. Không lâu sau, người làm công cũng tìm đến. Một hôm, người chồng từ bên ngoài trở về, nghe được hai người đang trò chuyện, lén mở cửa vào, cầm con dao chém người kia trong đêm, trúng ngay đầu rồi trói vào giường. Hôm sau, có người đến báo trong đám lâu có người chết, máu me đầy người mà lại được quấn trong cái chăn ướt, đã kết thành băng cứng như sơn. Đến xem kỹ thì đó là người làm công, nhưng nằm xa làng này mấy dặm, cách một con sông, như dáng đang ôm chăn để qua sông, nước sông thấm vào não, đông cứng lại nên chết. Bị dao chém đã quá đau, vượt sông lạnh thật quá rét, xác trương sình thật hổ thẹn, xa vợ con thật thê thảm, tất cả đều do lòng dâm mà có. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: khi thấy sắc dục, Bồ Tát tránh như tránh hầm lửa. Trương phủ, mọi người đều nhìn thấy. Trương phủ, người Thái Thương, thường hay cưỡng bức con gái. Những người con gái nhà lành cũng không khỏi bị hắn làm nhục. Sau này khi hắn đến một nhà làm quan giàu có thì càng ngang tàn. Mùa thu năm Nhâm Tuất đời Khang Hy, hắn bị những người làm hại tố cáo rồi bị bắt đến quan quân. Đương sự khai hết sự thật, những người bị cưỡng bức hãm hiếp cũng đến đông đủ, rồi bắt người kia ra trói chỗ đông người, hàng đến lúc chết mới thả. Sau khi tôi tận mắt thấy ông này, gặp lúc người địa phương đưa cuốn sách này đến nên lược bỏ bớt. Nhưng những người trẻ thường đến chốn Lầu Xanh, tổng cộng hai mục đều là pháp. Mầm độc những cô kỹ nữ phát ra sẽ làm cho con người cạn hết tinh khí, hao tổn tài sản, chia lìa chồng vợ, thân cần họ, người ngu trở nên dâm đản, người trí trở thành hôn mê. Đưa người cửa trước, rước người cửa sau, nuôi dưỡng ô uế, họ cũng là những người nhơ bẩn nhất trong cõi đời. Nhưng người có học vẫn cam chịu, đó là điều lạ. Những đấng tu mi nam tử biết được nhiều lĩnh vực, may mắn được làm người nam mà cũng không khỏi bị họ làm cho ô nhiễm. Còn những nơi không thể làm cho ô nhiễm lại mong họ nhơ nhớp, há đó không phải là tự rước họa đến cho mình sao? Không biết ai đã bày ra mà tập tục đó tồn tại đến bây giờ. Những người có học đường hoàng nên cẩn thận giữ gìn. Hai người họ Triệu và Lưu, Đô Trung Cánh Truyện. Triệu Lâm, người quê Uyển Bình, cùng Lưu Phương Viễn cùng đến chốn Lầu Xanh uống rượu. Đang lúc vui vẻ với những cô gái Lầu Xanh quen thuộc, đúng lúc đó Vương Sùng Nghĩa đến, Lưu đánh chết, sự việc được báo lên quan. Lưu bảo người kỵ nữ nói tráo là Triệu đánh chết. Triệu bị ghép tội chết. Ngày kia lúc Lưu đang tiếp khách thì có một người nắm tóc Lưu, nói tiếng Triệu rồi mắng: "Mày là kẻ giết người, sao lại vu oan cho tôi? Tôi đã tố cáo ông nơi âm ty rồi, quân lính dưới âm phủ sắp đến bắt bọn mày rồi." Không lâu sau, Lưu với cô gái kia đều chết. Dương Băng Nghĩa là một người chưa bao giờ đặt chân đến chốn Lầu Xanh. Một hôm, bạn ông lôi kéo ông đến đó, bèn đốt áo tự trách: so với Lưu và Triệu, đúng sai thế nào?
Trương Sùng Nghĩa, người bạn tận mắt nhìn thấy. Năm Tân Hợi đời Khang Hy, Trương Sùng Nghĩa là người thợ bạc ở Châu Vĩnh Ninh, Sơn Tây, dẫn theo một đứa trẻ tên Võ Căn Nhĩ, ăn ngủ cùng với nó. Một ngày nọ, Trương uống rượu say nên đi ngủ sớm. Căn Nhĩ tử thấy trong tiệm có vật gì nên giết Trương rồi lấy vật đó trốn đi. Đúng lúc đó, trống canh năm điểm, hắn chạy qua cửa phía đông, nhưng cửa phía đông chưa mở. Sáng hôm sau, nó bị bắt đem đi chém đầu. Đứa trẻ trong nhà như thắp lên ánh sáng. Việc thương yêu đứa trẻ của họ Trương là chuyện ngoài ý muốn. Khuyên sám hối tội lỗi, tổng cộng ba mục, mỗi tắc đều kim giới và pháp. Chuyện tà dâm, người đời đa phần phạm phải, tuy không thấy nghiệp báo trước mắt, nhưng trong cõi u minh, phúc đức tự nhiên mất bớt, tuổi thọ của họ cũng giảm bớt, có lúc tước đi công danh, khoa cử của họ. Có người phải bị rắn cắn, giặc giả, quan bắt, hạn hán, bảo lục. Có người tạm thoát ra, nhưng con cháu chịu quả báo. Có người không trả đời này, nhưng kiếp sau phải chịu. Giống như chim sẻ dính trong lưới mật, không thể thoát được, như cá mắc lưới dần đến chỗ chết. Những người thời nay nhấc bước chân đều bước vào nơi tối tăm, mà điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên quả báo xảy đến, tay chân lúng túng như con ba ba trong nồi nước sôi. Lúc nó kêu la liệu có kịp không? Khuyên rộng tất cả mọi người nên sớm giác ngộ, biết sợ sệt, phát lòng hổ thẹn, mạnh mẽ lên, đến trước tôn tượng chư Phật, Bồ Tát, sám hối tất cả tội lỗi. Có như thế thì những tội lỗi do tâm tạo ra đều được diệt do lòng sám hối của mình. Tích đức càng lâu thì mọi việc sẽ được cứu vãn. Nếu muốn vượt khỏi ba cõi, lại phát nguyện Bồ Tát, xin trong đời sau độ thoát hết thảy chúng sanh, những nghiệp báo thuộc về nghiệp dâm đều được nhổ hết, khiến họ được hóa sinh trong hoa sen, không do thai mẹ. Nếu được như thế, không những nghiệp báo được tiêu trừ mà phước đức ngày càng được nhiều thêm. Nên kinh Niết Bàn nói, tuy nặng nghìn cân như hoa điệp, cũng không đổi được một lượng vàng ròng. Giống như đổ một thăng muối xuống sông Hằng thì nước trong dòng sông đó cũng không mặn lên chút nào. Người đồ tể vứt dao xuống thì có thể thành Phật, quay đầu nhìn lại, đó chính là bờ bến của Bồ Tát. Nhanh chóng bước lên thì giờ không chờ ai cả. Người trí kẻ ngu đều phải cố gắng. Hồng Trù, Trừ Các Lục. Đời nhà Minh có người tên Hồng Trù, là con thứ của Văn Trung Công. Ngày nọ ông thấy tối tăm mặt mũi, bị vong người đầy tớ lôi đến âm phủ. Ông thấy một người đẹp đẽ ngồi chính giữa, hai bên có hai người hầu mặc áo xanh và áo chàm. Hồng xin hỏi những chuyện tương lai của mình. Người mặc áo xanh lôi trong ống tay áo ra một cuốn sách chữ chi chít, dưới đó có tên của mình nhưng đọc không ra. Nhưng có chú mấy chữ: được bổ làm quan lớn, nhưng vì có lần làm nhục cô gái kia nên giáng làm quan bí các tu soạn, chuyển vận phó sự. Thấy thế, Hồng buồn bã khóc lóc. Người hầu mặc áo xanh nói: nhưng nếu cố gắng làm việc lành thì có thể thay đổi được. Tỉnh dậy mới biết mình đã chết 3 ngày. Ông nỗ lực làm việc thiện. Sau này ông bị quan bí soạn vùng Lưỡng Chiết mời lên. Lòng ông đã e ngại nhưng ông vẫn cố gắng. Trước lúc mất, ông làm quan đến chức Đoan Minh Điện Học Sĩ. Không gì dễ phạm bằng hầu gái. Há không biết phước đức cũng vì đó mà giảm bớt sao? Cẩn thận, cẩn thận. Hạng Mộng Nguyên, Tri Phi Tập. Hạng Mộng Nguyên trước kia có tên Đức Phấn, người Bắc Trực. Một đêm nằm mộng thấy mình đổ khoa thi hương năm Tân Mão, nhưng do làm ô nhiễm người hầu gái nên bị đánh rớt. Từ đó ông nguyện không phạm tà dâm nữa, cố gắng làm điều thiện,
khắc bản kinh kim cương. Hằng năm đều bố thí. Lần khác, ông nằm mơ đến một nơi, thấy tên thứ 8 trong bảng vàng có họ Hạng, không thấy chữ ở giữa, bên dưới là chữ Nguyên. Nhân đó, ông đổi tên Mộng Nguyên. Khoa thi hương năm Nhâm Tý có tên trong 29 người thi đỗ. Kỳ thi hội năm Kỷ Mùi đứng thứ 2, ông đã thấy nghi ngờ. Đến kỳ thi Đình đứng thứ 5 trong nhị giáp. So với số trong đỉnh giáp đúng thứ 8, nhưng trong bảng lại là họ Hoàng. Sau này ông làm quan đến chức phó kiến. Kiên được tà dâm là một việc tốt, còn lưu hành kinh sách đó là người thiện làm việc thiện, đâu phải chỉ diệt tội mà thôi. Họ Điền: bất khả, bất khả lục. Cuối đời nhà Minh có người họ Điền, đẹp đẽ tuấn tú, rất nhiều người nữ tìm đến với ông. Điền cũng biết đó là việc sai trái nhưng không thể cưỡng lại được. Một hôm, ông đang đọc sách trong chùa Nam Sơn. Đang ban ngày, ông thấy một vị thần đến nói: ngươi là người có phước lớn, nhưng vì phóng túng trong việc dâm dục nên phần phước đó bị cắt gần hết. Nếu từ đây về sau biết hối lỗi thì chức ngự sử, tiến sĩ có thể vẫn còn. Nghe thế, Điền nỗ lực sám hối tội lỗi. Tước lộc của ông quả như những lời thần đã nói. Kinh Giải Thoát Yếu Môn nói: nếu muốn sám hối nghiệp dâm thì nên quán căn người nữ như miệng rắn độc. Nếu quán thành công thì tội ấy tự diệt. Những người phạm giới dâm không thể không biết. Khuyên những người phạm tội nặng căn bản, tổng cộng 3 mục đều là giới. Kinh Hoa Nghiêm nói: phạm tội tà dâm sẽ khiến cho chúng sinh rơi vào 3 đường ác. Nếu được sinh ra làm người thì họ mắc 2 quả báo. 1 là vợ con không thuận, 2 là gặp bà con quyến thuộc bất hòa. Kinh Tội Phước Báo Ứng viết: những người làm ô nhục phụ nữ nhà người sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Nam ôm trụ đồng, nữ nằm giường sắt. Sau khi hết hạn ở địa ngục, họ bị sinh vào những nơi ít văn minh, đọa làm gà vịt. Tuy thế, đây là những lời bao quát về nghiệp dâm. Nếu những tôn thân trưởng giả, tăng ni tứ chúng mà phạm tội ô nhiễm thì gọi phạm tội nặng căn bản. Sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục vô gián, bị cắt, xẻ, đốt, xay, vân vân. Không lúc nào được ngưng nghỉ. Khi thế giới đó biến mất, lại sinh qua thế giới khác. Khi thế giới khác biến mất, lại sinh tiếp qua thế giới khác nữa. Đầy đủ như trong kinh đã nói. Nói ra càng ghê sợ hơn. Nếu mọi người không biết, đã từng phạm giới này hoặc chưa phạm giới này mà chỉ móng tâm, cũng được coi là phạm. Nên biết những người này sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục vô gián trong muôn vạn đời kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Nhân lúc đang mạnh khỏe, đến trước ngôi Tam Bảo, chí thành sám hối, nguyện cứu giúp hết thảy chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh đều ra khỏi ba cõi, lúc đó ta mới thành Phật. Làm được như thế, tuy nghiệp đã định nhưng vẫn được tiêu trừ. Ngày xưa, vua A Xà Thế phạm tội đại nghịch, nhưng do khẩn thiết sám hối, tuy đọa vào địa ngục nhưng chỉ chịu khổ như 500 ngày chịu khổ trong lao ngục thế gian. Chi tiết trong kinh Bồ Tát Bản Hạnh: đủ thế công đức của sự sám hối là không thể suy nghĩ hay tính toán có thể biết được. Nếu chúng ta vẫn cứ dây dưa thì không khỏi chịu khổ trong muôn vàn kiếp. Chu Công đọc sách. Người cùng phòng tên Ngô Lý Thanh kể lại: năm Kỷ Dậu đời Khang Hy, Chu Duy Cao, người Tùng Lệnh, đến Giang Nam ứng thí, làm đúng một bài. Đêm đến mơ thấy con quỷ nói: người này không thể đổ vì đã tự tay viết dâm thư. Ông bèn hỏi cho rõ đầu đuôi. Quỷ cho biết người này đã quan hệ với con gái bà mẹ kế nên bị trời khiển trách. Hôm sau, ông quên những gì đã thấy trong mộng, cứ thế đem bài lên trình. Quan chấm thi đang hết lời khen ngợi bài của ông,
bỗng lấy bút bôi hai chữ hiểm trở. Thấy thế, Chu thưa: những chữ này có nhiều trong bài đổ, đừng nên bôi đi. Nghe thế, quan chấm thi hối hận, bảo Chu bỏ xóa bài. Đến lúc xóa, mực thấm xuống mấy lần giấy, bỗng nhớ lại giấc mộng hôm trước, bèn quyết ý bỏ đi. Những người nam nữ ở châu Bắc Cu Lô khi gặp nhau, họ cùng đến dưới một gốc cây, cành cây rủ xuống bốn phía, tự nhiên họ có giường nằm. Nếu người nữ là mẹ hay chị em gái thì những cành cây không rủ xuống, nếu cố ý cưỡng bức thì cây sẽ héo khô. Theo kinh Xuất Khởi Thế Nhân bản, có thể thấy quan hệ giữa những người bà con thân tộc phạm tội rất lớn với trời đất, đuổi ra khỏi núi Tôn cũng chưa kể hết tội những người này. Hứa Triệu Hinh, Cảm Ứng Thiên Thuyết Định. Hứa Triệu Hinh, người quê Tấn Giang, năm Mậu Ngọ đỗ Hiếu Liêm, đến châu Phúc Ninh thăm hỏi thầy cùng phòng. Giữa đường gặp Am Ni, cảm tình với một ni cô trẻ tuổi, trêu ghẹo nhưng ni cô từ chối, hắn bèn cậy thế cưỡng hiếp. Hôm sau, tự nhiên hắn bị điên loạn, lưỡi đứt làm hai rồi chết. Đây mới là quả báo hiện tiền, sau này sẽ chịu quả báo nơi địa ngục. Người đưa đò dâng hương. Người cùng đi dâng hương tại Cô Tô kể lại: đầu năm Thuận Trị, có đôi vợ chồng nọ đến chùa dâng hương hoa. Đêm đến họ ngủ dưới thuyền, có người kia lén nhìn thấy người phụ nữ xinh xắn. Nửa đêm hắn giả làm người chồng rồi quan hệ với cô gái. Đến sáng hôm sau, đôi vợ chồng mới phát giác. Người vợ xấu hổ quá nên treo cổ tự tử. Đau khổ khôn cùng, người chồng mua quan tài rồi liệm vợ ngay bên đường. Sau khi cúng bái xong, ông chở quan tài vợ về quê. Vừa về đến nhà đã thấy vợ ở đó. Sợ hãi quá, ông cho rằng đó là ma. Nhưng người vợ nói: ông đã đưa tôi về trước rồi. Nghe thế người chồng càng khiếp đảm, bèn mở quan tài ra xem. Trong quan tài là người đi cùng thuyền. Trên trán anh này có một vết hình dáng như người treo cổ. Vì thế mọi người xa gần đều truyền tai nhau, đến lễ bái càng trang nghiêm. Người dân hương nhất định là một Phật tử, nhưng quả báo đến nhanh quá, quả là một điều lạ. Khuyên phát tâm xuất thế, dẫn theo kinh, tổng cộng 10 mục, 8 pháp, 2 giới. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên, có 4 tỳ kheo cùng tranh luận xem điều đau khổ nhất trong thế gian là gì. Một vị nói dâm dục, một vị nói đói khát, một vị nói tức giận, một vị nói kinh sợ. Họ cùng tranh cãi mãi không thôi. Nghe thế Đức Phật dạy: tất cả những gì các con nói đều chưa diễn đạt hết nghĩa của chữ khổ. Nỗi khổ của mọi người không gì hơn thân thể mình. Tất cả những điều như đói khát, tức giận, sợ hãi, sắc dục đều do thân thể mà có. Thân thể là cội gốc của mọi nỗi khổ, tai họa. Kinh Pháp Cú. Ví dụ như việc dâm dục, khi người nữ có thân, họ liền quyến luyến người nam. Khi có thân người nam, họ liền yêu thương người nữ. Thân bại danh liệt, tổn phước giảm thọ, không gì không phải nơi thân. Cho dù giữ được tiết tháo, được hưởng phước báo trong hiện tại, nhưng khi hưởng cảnh giàu sang liền tạo nghiệp ác. Một ngày làm ác, muôn kiếp thọ báo. Những gì được không bù cái mất. Tức khi hưởng phước, cố gắng làm việc thiện rồi được sinh lên cõi trời. Nhưng một khi phước trời hết đi, lại trở lại luân hồi. Vì thế kinh nói: vua thánh chuyển luân cai trị 4 châu thiên hạ, có thể bay đi thoải mái, nhưng khi phước hết lại làm con trùng nơi thân trâu. Vì thế nên biết phước báo nghiệp duyên cuối cùng đều là nguyên nhân đọa lạc. Địa ngục hay thiên cung đều là những cảnh luân hồi. Nếu không phát tâm xuất thế,
đi trên đường đi của Bồ Tát mà cứ loanh quanh trong đó. Ngày nay tu thiện, ngày mai cải ác, cuối cùng vẫn bị quanh quẩn trong ba đường tám nạn, không phải là chỗ kỳ vọng của đấng Nam Nhi. Tuy việc thật đáng quý, nhưng người thực hiện không được bao nhiêu. Câu này có thể làm phương châm cho những người có trí. Đức Như Lai Khánh Đản. Theo Thích Ca Như Lai Phổ. Vấn đề này không liên quan đến khuyên răn dâm dục, nhưng muốn mở rộng những vấn đề sẽ nói dưới đây, nên không thể không nói về nguyên do ứng hóa của Ngài và để một nhân duyên lớn không bị lu mờ. Trong vô lượng kiếp trước, Đức Thích Ca Mâu Ni đã chứng thành đạo quả, nhưng vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh nên chia ra vô số thân hình, thị hiện giáng sinh ở khắp nơi. Một trong những quốc độ của Đức Thích Ca nói đến tức nước Ấn Độ. Ngài là thái tử của vua Tịnh Phạn. Lúc chưa giáng sinh, Ngài là Bồ Tát Thiện Tuệ ở tại cung trời Đâu Xuất. Lúc bấy giờ, nước Ấn Độ có vị vua thánh tên Tịnh Phạn, hoàng hậu thánh có tên Ma Gia Phu Nhân. Họ đều là những vị Phật trong đời trước, nhưng hiện thân làm quốc vương và quốc mẫu. Lúc này Bồ Tát cởi con voi trắng sáu ngà, bay lên không trung rồi chui vào hông bên phải phu nhân. Thánh mẫu liền cảm thấy thân thể an lạc như được uống cam lồ, cùng lúc đầy đủ cả trí tuệ lẫn biện tài. Cõi trời tự nhiên mang đến tất cả những thức ăn. Đến lúc đầy đủ thai kỳ, thánh mẫu dẫn các cung nữ dạo chơi trong vườn. Bà nhấc cánh tay phải vịn vào cành cây ba la xoa, bỗng nhiên thái tử được sinh ra bên hông phải. Khi đó ánh sáng chiếu ra khắp quả đất, tất cả thánh chúng trong muôn vàn cõi trời đều vui vẻ ca ngợi. Trên mặt đất phun lên hai hồ nước thơm, một nóng một lạnh để tắm thái tử. Trên hư không có chín con rồng hứng lấy thái tử, bốn đại thiên vương thay nhau bồng ẩm thái tử. Vua trời Đao Lợi dùng áo trời nâng đỡ. Lúc đó thái tử tự bước bảy bước khắp các hướng rồi nói: trên trời dưới đất chỉ có mình ta. Lúc bấy giờ vua Tịnh Phạn đang ngồi trên cung điện báu bàn bạc chuyện triều chính, thì bỗng nghe các đại thần đánh rền vang tiếng trống hoan hỷ, tấu trình thái tử đã giáng sinh, muốn đem xe báu đưa về cung điện. Trời tỳ thủ yết ma hóa xe thất bảo, bốn đại thiên vương cùng đánh xe trên không trung. Các trời đốt các thứ hương báu để cúng dường thái tử. Lúc này thân thái tử đã đủ 32 tướng tốt, 80 hình thể đẹp, năm 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Đây là những điểm khái quát về cuộc đời của Ngài. Nếu muốn biết chi tiết, xin đọc thêm trong kinh điển, ở đây không kể hết. Không nhiễm duyên trần. Kinh Phật Bản Hạnh và Kinh Quá Khứ Nhân Quả. Lúc bấy giờ vua Tịnh Phạn đưa sính lễ hỏi Gia Thâu Đà La làm phi cho thái tử. Khi đầy đủ sính lễ rồi lại tăng thêm hai bà phi nữa, một tên Cù Di, một tên Lộc Giả, tức bà phi thứ ba. Xây ba tòa cung điện, tuyển 3.000 cung nhân để hầu hạ thái tử. Cung nhân ở điện thứ nhất hầu hạ thái tử đầu đêm, cung nhân ở cung điện thứ hai hầu hạ thái tử giữa đêm, cung nhân ở cung điện thứ ba hầu hạ thái tử cuối đêm. Trong cung lúc nào cũng tấu nghìn vạn âm nhạc, ngày đêm không dứt. Lúc bấy giờ thái tử lúc nào cũng ở với một người phi, nhưng trong tất cả những hành động không có biểu hiện của thế tục. Trong đêm thanh vắng, thái tử vẫn tu tập thiền định, chưa bao giờ ăn ở với các bà phi theo đúng nghĩa vợ chồng. Bồ Tát Hàng Ma. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải. Thấy thái tử tu hành tinh tấn, vua Ba Ma Tuần muốn đánh phá đạo của Ngài, bèn tập hợp tất cả thiên binh, rồng độc, quỷ ác
vân vân, đến chỗ của thái tử, dùng vòng dao tên lửa vây quanh bốn phía. Do thái tử nhập tam muội từ tâm nên chúng không thể làm hại. Thấy thế, Ba Tuần càng điên tiết, lại sai ba người con gái đầu đội mũ trời, có gắn ngọc anh lạc, hình dáng rạng rỡ, cởi xe trang hoàng bằng bảy thứ châu báu, có rèm báu phủ xuống, xung quanh có vô số thiếu nữ đẹp đẽ trỗi nhạc. Trong các lỗ chân lông của họ đều phát ra mùi thơm. Đến chỗ thái tử, họ xuống xe chắp tay, thong thả bước tới kính lễ thái tử. Trên tay mỗi người đều cầm những đồ đựng bằng vàng ngọc, đựng đầy cam lộ dâng lên thái tử rồi thưa: khi ngài sinh ra đã có muôn nghìn vị thần dâng đỡ, sao lại bỏ ngôi nhà trời để đến dưới gốc cây này? Ta là con gái nhà trời, sáu cõi trời kia không bì kịp, xin dâng thân này lên thái tử, xin mở lòng thương. Lúc này thân và tâm thái tử bất động, chỉ dùng ánh hào quang giữa hai lông mày phóng về phía ba người nữ. Lúc đó ba người phụ nữ thấy tất cả đờm dãi máu mủ, chính lỗ bài tiết, các mạch máu, ruột già ruột non, sinh tạng, thục tạng trong thân mình đều có vô số vi trùng đang chạy quanh. Lúc đó ba người phụ nữ liền nôn ra hết, lại thấy đầu những người đó một biến thành đầu rắn, một biến thành đầu cáo, một biến thành đầu chó. Trên lưng mỗi người lại cõng một mẹ già của chúng, tóc bạc mặt nhăn như dáng tử thi. Trước ngực mỗi đứa lại ẵm một em bé, sáu lỗ trên người những đứa trẻ đó đều chảy máu mủ. Cả ba phụ nữ sợ quá lật đật trốn mất. Chê người con gái xấu. Kinh Tạp thí dụ. Lúc Đức Phật còn tại thế, có người dòng Bà La Môn sinh được đứa con gái xinh đẹp không ai sánh bằng. Ngày nọ, ông treo một tấm biển ngoài cửa, thách đố tất cả những ai chỉ được điểm xấu trên người con gái ông sẽ được thưởng vàng. Đã trải 90 ngày nhưng không ai đến thách đố. Một hôm, ông đưa người con đến chỗ Phật. Thấy thế Phật quở: cô này xấu quá, không có gì đáng khen ngợi cả. Nghe thế, Đức A Nan bạch Phật: cô gái này đẹp thật mà, sao ngài chê xấu? Đức Phật dạy: mắt không mê đắm nơi sắc dục mới gọi là mắt tốt, tai, mũi, lưỡi cũng thế. Thân không tham đắm nơi lụa là mịn láng mới gọi là thân tốt. Tai không lấy của cải không phải của mình mới gọi là tai tốt. Bây giờ đứa con gái này mắt mê đắm sắc dục, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân ưa những thứ lụa là mịn láng, tai thích trộm cắp. Một người như thế thì không có điểm gì tốt cả. Phật đánh đổ ham muốn người nam. Kinh Xuất Diệu. Nước Câu Đàm Di có nàng ma nhân đề sinh được người con gái xinh xắn. Nàng bèn đưa nó đến chỗ Đức Phật xin cho lời khuyên. Đức Phật dạy: ngươi cho đứa con gái này là đẹp sao? Thưa, nhìn tổng thể từ đầu đến chân có chỗ nào xấu đâu. Phật dạy: sai lầm thay mắt thịt, ta thấy từ đầu đến chân không có chỗ nào đẹp đẽ cả. Ngươi xem, trên đầu có tóc, tóc chính là lông, đuôi trâu đuôi ngựa cũng giống như thế. Dưới tóc là sọ, sọ được làm bằng xương. Những thứ này không khác gì đầu trâu, đầu heo nơi lò mổ. Trong đầu có não, não giống như bùn, mùi hôi xốc vào mũi, nếu vứt nó xuống đất thì không ai dám dẫm lên. Mắt chính là ao nước, nếu tách gèn ra thì nó là một chất nhầy. Trong mũi có cứt mũi, trong miệng có nước miếng, ruột non, ruột già, gan, phổi, vân vân đều hôi thối. Những thứ như bàng quang, ruột phổi chỉ đựng những thứ ô uế. Hai tay hai chân được nối với nhau bằng các khớp xương, các mạch máu, da, vân vân đều nhờ hơi nóng để cử động. Nó giống như người gỗ,
nhờ máy móc tác động lên. Sau khi hết tác động rồi, tháo rời những khớp ra, đầu chân bày khắp. Con người cũng như thế, có gì đáng khen đâu. Phật đã phá ham muốn người nữ. Kinh Ma Đặng Nữ. Đức Phật dạy Ma Đặng Nữ: ngươi yêu bộ phận nào trên cơ thể A Nan? Người nữ này thưa: con yêu con mắt, mũi, miệng, tai, bước chân A Nan. Đức Phật dạy: trong mắt chỉ toàn là nước mắt, trong mũi chỉ có cước mũi, trong miệng chỉ có nước dãi, trong tai toàn những thứ nhơ nhớp, trong thân toàn là phẫn dãi hôi thối. Khi vợ chồng ăn nằm với nhau thì tiết ra những thứ dịch bẩn, trong dịch bẩn đó mới sinh ra thân người. Sau khi sinh ra rồi lại chết, khi đã chết rồi mọi người khóc lóc. Đối với thân người có gì hay đẹp? Mục Liên từ chối phụ nữ. Kinh Thiền Mật Yếu. Khi chứng quả La Hán rồi, ngài Mục Liên bị một phụ nữ theo đuổi. Người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, muốn làm hại ngài. Thế ngài Mục Liên nói bài kệ: thân ngươi vốn là bộ xương khô, được bao bọc bởi thịt da, trong đó đều là những thứ hôi hám, không có gì tốt đẹp. Tâm ta như hư không, không dính mắc điều gì, dù có trời cõi dục đến đây cũng không thể làm ô nhiễm tâm ta. Sa Di Nữ Giới. Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên. Khi Phật còn tại thế, ở nước An Đà có một nam Phật tử phát tâm cúng dường một vị tỳ kheo, một Sa Di. Hằng ngày ông đều dâng thức ăn, nhưng hôm kia cả nhà ông có việc ra ngoài, chỉ đứa con gái 16 tuổi, xinh đẹp ở nhà. Cô này quên nấu thức ăn dâng cúng. Đã đến giờ ăn, vị tỳ kheo sai thầy Sa Di đi lấy thức ăn. Vừa nghe tiếng gõ cửa, biết đó là thầy Sa Di. Cô gái vui vẻ mời vào, tỏ vẻ ham muốn, nói với thầy Sa Di: nhà tôi có rất nhiều của cải, nếu thầy làm theo tôi thì số của cải này sẽ thuộc về thầy. Thầy Sa Di tự nghĩ: không biết mình mang tội gì mà phải lâm vào tình cảnh như thế này. Rồi nghĩ tiếp: thà mất mạng này dứt khoát không phá giới. Nếu ta trốn chạy, cô gái kia sẽ bắt lại, mọi người biết chuyện sẽ ô nhục thêm. Bèn tìm cách nói với cô gái. Cô đóng cửa lại: tôi vào một phòng nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ đáp ứng ý nguyện của cô. Nghe thế, cô gái liền khép cửa vào phòng, thấy con dao trong đó. Thầy Sa Di mừng lắm, thầy bèn cởi áo, quỳ xuống, chắp tay hướng về thành Câu Thi Na, nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, khóc lóc phát nguyện: con không dám phá giới Đức Phật, Bồ Tát, giới Hòa Thượng đã chế định. Xin bỏ thân mạng này, mong đời đời kiếp kiếp con được xuất gia tu hành cho đến ngày thành Phật. Phát nguyện xong, cắt cổ tự tử, huyết chảy lai láng. Chứng kiến cảnh tượng đó, lòng dục cô gái liền dứt hẳn, hối hận không nguôi, tự cắt tóc mình. Lúc này người cha quay về, gõ cửa nhưng không ai mở. Ông bảo người xô cửa, thấy con mình như vậy khiếp quá. Ông hỏi lý do, đứa con gái im lặng không trả lời, tự nghĩ: nếu ta trả lời đúng sự thật thì xấu hổ lắm, nếu nói thầy Sa Di làm nhục mình thì sẽ đọa vào địa ngục, chịu khổ khôn cùng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra sự thật. Nghe chuyện, người cha bước vào phòng, chắp tay làm lễ. Quốc vương nghe chuyện cũng đến kính lễ khen ngợi. Những người thấy thế đều phát tâm Bồ Đề. Quả báo tội ôm nhau ngủ. Kinh Tăng Hộ. Từ cung rồng đi ra, tỳ kheo Tăng Hộ đến một nơi. Ông thấy rất nhiều cảnh đáng sợ. Cung điện, lâu đài và những đồ đựng đều được làm bằng máu, thịt. Cảnh chịu khổ do lửa đốt,
tất cả có 56 cảnh như thế, chi tiết được mô tả trong kinh. Trong đó có hai thầy sa di đang ôm nhau ngủ, bên ngoài lửa dữ đang thiêu đốt. Các cảnh khổ nối nhau không dứt. Tăng hộ bèn đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn trả lời tất cả mọi câu hỏi, chi tiết được mô tả trong kinh. Cuối cùng Ngài nói, hai thầy sa di mà con vừa thấy, đó là người của cõi địa ngục. Khi Đức Ca Diếp còn tại thế, họ là những người xuất gia, cùng đắp chung một chiếc chăn, cùng ôm nhau ngủ, nên khi rơi vào địa ngục, lửa liền đốt cháy cái chăn. Hai người vẫn ôm nhau chịu khổ đến nay vẫn chưa dứt. Nghiệp thức hóa vi trùng. Kinh Pháp Cú Dụ. Lúc Đức Phật tại thế, có một người Phật tử thường cúng dường Tam Bảo. Lúc gần mất, người vợ đứng ở bên khóc lóc đau khổ. Người chồng thấy cảnh tượng đó, ông cũng buồn bã rồi mất. Nhưng thần thức ông vẫn quanh quẩn, hóa làm con trùng nhỏ rồi chui vào mũi vợ. Lúc này có một đạo nhân ngang qua, thấy người vợ đang đau khổ, ông dùng những lời khuyên nhủ. Người phụ nữ nghe thế càng khóc nhiều hơn, nước mắt nước mũi trộn lẫn, mũi chảy ra, con trùng trong mũi cũng theo đó để rơi xuống đất. Thấy vậy, người phụ nữ xấu hổ quá, muốn dùng chân dẫm lên. Vị đạo sĩ liền nói, hãy khoan, đừng giết, con trùng này chính là chồng của ngươi. Người phụ nữ nói, chồng con là người ăn chay tụng kinh Phật, nỗ lực không ai bằng, sao lại làm con trùng như thế này? Đạo nhân nói, vì ngươi quá thương tiếc, khi chồng chết lại khóc lóc, làm cho chồng ngươi quyến luyến nên đọa làm con trùng nhỏ. Nói rồi đạo nhân thuyết pháp cho trùng nghe. Trùng phát tâm sám hối, sau khi mất nó được sinh lên cõi trời. Lúc gần chết là thời gian quan trọng nhất. Nếu một niệm sai lầm thì tất cả những công đức tu hành trước đó đều mất hết. Hãy cẩn thận.